Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 36. Lý Tư trong lòng khiếp sợ vô cùng, so với Nhân Hoàng kiếm thì hắn khiếp sợ sự xuất hiện của Nhân Hoàng hơn. Nhân Hoàng chỉ xuất hiện từ mấy vạn năm trước, còn là thời đại Man Hoang. Thời đại Man Hoang, Nhân Hoàng chỉ tổng cộng xuất hiện 3 vị. Thế nào là Nhân Hoàng? Nhân Hoàng, theo lời đồn là người phát ngôn của thiên địa, thay thiên địa trưởng quản thế gian này. Lời đồn là có căn cứ, bởi vì mỗi đời Nhân Hoàng đều thống nhất toàn bộ huyền giả đại lục. Nhân Hoàng kiếm vừa xuất hiện, vạn vực thần phục. Nhân Hoàng xuất hiện, đại biểu cho nhất thống đại lục, bởi vì phong ấn và kết giới ngăn cách cách đại vực dưới Nhân Hoàng kiếm là không tồn tại nữa. Nói đơn giản một chút thì chính là từ nay về sau, giữa các đại vực có thể tự do qua lại, không chịu sự hạn chế của kết giới và phong ấn. Hiện tại biết vì sao các tông môn như Nguyên Môn đầu nhập vào đế quốc đỉnh Hãn ta chưa? Tư Đồ Hải lạnh lùng nói. Nhân chủ biết đế quốc Đại Tần ngươi nhất định sẽ không dễ dàng đầu hàng, cho nên, bảo chúng ta cho Đại Tần ngươi một bài học trước. Ta thấy hai người các ngươi thực lực không tồi, vừa biết dẫn binh lại có thể trị quốc, nếu hai người các ngươi nguyện ý thần phục nhân chủ, không những được miễn chết mà còn được nhân chủ trọng dụng. Nực cười. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay thẳng thẳng vào Tư Đồ Hải, nói. Bảo chúng ta đầu hàng, phản bội Ngô Hoàng. Đúng là cực kỳ đúng là nực cười, hôm nay Bạch Khởi ta xem thử cường giả hoàng giả cảnh trung vực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dứt lời, trường đao vung lên, một đạo đao mang đỏ như máu rộng mấy chục trượng, dài trăm trượng xẹt qua không gian, chém về phía Tư Đồ Hải. Không biết sống chết, Tư Đồ Hải bổ ra một trường, bàn tay khổng lồ xuất hiện, nháy mắt đã vỗ nát đao mang đỏ như máu của Bạch Khởi. Đúng lúc này, một xích mang cực lớn màu sữa từ đầu hạo nhiên chính khí xích trong tay Lý Tư hiện ra, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Tư Đồ Hải. Tư Đồ Hải hơi biến sắc, chân phải đột nhiên dậm vào hư không, không gian lập tức vỡ vụn ầm ầm, mà bản thể của hắn thì trong nháy mắt biến mất bên trong khe không gian vừa vỡ ra đó. Đúng là tự tìm đường chết, đợi nhân chủ dẫn đại quân hàng lâm nam vực, các ngươi tất sẽ hồn phi phách tán. Thanh âm của Tư Đồ Hải từ xa truyền đến. Nhìn Tư Đồ Hải đã bỏ chạy, sắc mặt của hai người Bạch Khởi và Lý Tư vô cùng ngưng trọng, có đế quốc đỉnh Hãn tham gia, lần này, đế quốc Đại Tần thật sự gặp nguy hiểm rồi. Đúng lúc này, không gian trước mắt hai người đột nhiên bị xé mở, lập tức một nam tử trung niên mặc long bào từ bên trong không gian đi ra. Người tới chính là Thủy Hoàng. Nhìn thấy Thủy Hoàng, Bạch Khởi và Lý Tư cuối cùng cũng minh bạch, trước đó Tư Đồ Hải vì sao phải bỏ chạy. Bái kiến Ngô Hoàng. Bạch Khởi và Lý Tư thi lễ với Thủy Hoàng. Thủy Hoàng phất tay, nói. Đáng tiếc cô đến chậm một bước, bằng không chắc chắn sẽ đánh chết kẻ đó. Nói xong, Thủy Hoàng trầm ngâm một thoáng, sau đó nói. Tất cả đại quân lui về Sơn Hải Thành trong trường thành, lấy Sơn Hải Thành làm cứ điểm, bày bàn long quân trận, nghiêm trận phòng thủ. Bạch Khởi thi lễ với Thủy Hoàng rồi xoay người rời đi, bắt đầu bố trí bàn long quân trận. Lý Tự trầm ngâm một thoáng, nói. Nhưng người trong những thành thị ở ngoài trường thành thì sao? Vứt bỏ. Thủy Hoàng nói một cách quyết đoán. Đại Tần ta binh lực không đủ, căn bản không thể chiếu cố được tất cả thành thị, chỉ có Sơn Hải Thành không mất, quân đội của kẻ được gọi là Nhân Hoàng mới không thể tiến quân thần tốc tới trung tâm đế quốc Đại Tần, tạo thành uy hiếp chí mạng cho đế quốc Đại Tần. Về phần thành thị ngoài trường thành, Thủy Hoàng trầm ngâm một thoáng nói. Phát lệnh. Tất cả huyền giả bên trong những thành thị này toàn bộ lùi về Sơn Hải Thành. Vậy còn những bách tính đó? Phó thác cho trời thôi. Nghe vậy, Lý Tư khẽ thở dài trong lòng, nhưng không nói gì. Bởi vì nếu không làm như vậy, Đại Tần sẽ có càng nhiều người chết hơn. Rất nhanh, tất cả quân đội của đế quốc Đại Tần toàn bộ lui về Sơn Hải Thành, đổi công làm thủ. Mà cùng lúc đó, Dương Diệp đi tới dưới mẫu đơn phong của Bách Hoa Cung. Phượng Ngọc trước khi chết đã bảo Dương Diệp đừng báo thù. Nhưng thù giết mẹ có thể không báo sao? Dương Diệp biết, hắn lần này đến. Bách Hoa Cung là rất xung động, rất không lý trí, là tự tìm đường chết. Nhưng hắn vẫn tới, cái chết của Phượng Ngọc đã khiến cho sát ý trong lòng Dương Diệp cao tới điểm giới hạn, không giết người thì hắn sẽ nổi điên. Muốn tới Bách Hoa Điện của Bách Hoa Cung, nhất định phải đi qua 12 đỉnh của Bách Hoa Cung. 12 đỉnh này là một đạo phòng vệ của Bách Hoa Cung. Do 12 cường giả tôn giả cảnh của Bách Hoa Cung trấn thủ. Qua được 12 đỉnh này mới có thể tới được chủ điện của Bách Hoa Cung.
Dưới chân núi Mẫu Đơn Phong, Dương Diệp tay trái cầm vỏ kiếm cổ, tay phải cầm Thuận Không, sau lưng hắn là Cửu U Kiếm Vũ. Mẫu thân, người ở trên trời có linh thiêng thì nhìn ta báo thù cho người. Dương Diệp thở ra một hơi, sau đó bước lên bậc thang của Mẫu Đan Phong, vừa bước lên bậc thang, hai cường giả linh giả cảnh của Bách Hoa Cung đã lướt xuống. Người tới là ai, nơi này chính là Bách Hoa Cung, người không phận sự. Dương Diệp cầm Thuận Không vung một cái, thanh âm của nữ đệ tử kia im bặt, bởi vì một mũi kiếm đã xuyên của cổ nàng ta, đầu nàng ta trực tiếp lìa cổ. Ngươi là người phương nào? Một đệ tử khác kinh hãi, nhưng mà một đạo kiếm quang hiện lên, đầu của nàng ta cũng trực tiếp bay ra xa. Trong nháy mắt giết hại đệ tử linh giả cảnh của Bách Hoa Cung, sát ý trên người Dương Diệp không giảm, ngược lại càng đậm hơn. Đúng lúc này, huyết sát châu đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp, huyết sát châu xoay tròn, máu cùng với oán niệm của hai nữ tử vừa bị Dương Diệp trảm sát lập tức bị huyết sát châu hút vào. Dương Diệp bình thản nhìn huyết sát châu, sau đó thì mặc kệ nó. Có Tiểu Tuyền Qua và Kiếm Linh, còn có Bạch Long, huyết sát châu có mạnh tới mấy cũng vô dụng. Cuối cùng cũng chỉ tiện nghi cho hắn mà thôi. Thân hình khẽ động, Dương Diệp lướt tới đỉnh của Mẫu Đan Phong, vừa bay được trăm trượng, hơn trăm đệ tử Bách Hoa Cung từ đỉnh núi ùa xuống, trong đó cường giả linh giả cảnh có hơn 10 người, còn lại đại bộ phận đều là vương giả cảnh đỉnh phong. Ngươi là người phương nào, dám đến Bách Hoa Cung ta Dương Oai? Một nữ tử cầm đầu vào Dương Diệp tức giận nói. Trả lời nàng ta là một đạo kiếm quang hiện lên. Nữ tử cầm đầu bị miểu sát ngay tại chỗ. Mọi người ở bên cạnh trong lòng kinh hãi, đang chuẩn bị động thủ, nhưng mà một cỗ kiếm ý cực kỳ máu tanh và cực kỳ khủng bố giống như núi cao đột nhiên đè lên người bọn họ. Huyền khí đang vận chuyển trong cơ thể lập tức bị kiềm hãm, thân thể thiếu chút nữa thì ngã vật xuống đất. Thuấn Không kiếm đột nhiên vung lên, một đạo kiếm quang lóe lên, mấy chục đệ tử Bách Hoa Cung bị chảm sát tại chỗ, lại vung một cái nữa, mấy đạo kiếm khí quét ngang. Đệ tử Bách Hoa Cung ngay cả phản kháng cũng không kịp thì đã bị chém ngang hông. Hai kiếm, chảm sát hơn 10 linh giả cảnh, 100 vương giả cảnh. Kiếm ý sát lục bát trọng, cộng với đạo khí Thuấn Không, dưới tôn giả cảnh, trừ số ít mấy người trên đại lục ra thì bản không ai có thể chống đỡ được một kiếm của Dương Diệp. Dương Diệp lấy ra đá năng lượng siêu phẩm rồi hấp thu, sau đó hai cánh vỗ một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp lướt lên trời. Tới đỉnh Mẫu Đan Phong. Đúng vào một khắc hắn đặt chân lên đỉnh núi, một đạo kiếm khí hoành không chém tới. Cường giả tôn giả cảnh xuất thủ. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, vỏ kiếm cổ khẽ động, kiếm khí đó lập tức bị hút vào trong vỏ kiếm cổ, cùng lúc đó, Dương Diệp đã tới đỉnh núi rồi. Cách hắn mấy chục trượng, một phụ nữ trung niên tay cầm trường kiếm đang lạnh lùng nhìn hắn, chung quanh người phụ nữ này là hơn 10 người cường giả linh giả cảnh. Còn có mấy trăm huyền giả vương giả cảnh và huyền giả tiên thiên cảnh. Phụ nữ trung niên tên là Phượng Như, là phượng chủ của Mẫu Đan Phong, đồng thời cũng là cường giả tôn giả cảnh tam phẩm. Phượng Như nhìn thoáng qua vỏ kiếm cổ trong tay Dương Diệp, sau đó nheo mắt lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng, nói. Vỏ kiếm cổ của kiếm hoàng, người là Dương Diệp, ngươi. Nói đến đây, Phượng Như hơi biến sắc. Bởi vì nàng ta cảm nhận được một cỗ kiếm ý như núi đang đè xuống đám người nàng ta. Một số huyền giả tiên thiên cảnh bên cạnh trực tiếp bị cỗ kiếm ý này ép cho ngã xuống đất, một số huyền giả vương giả cảnh thì hoàn toàn không còn chiến ý, còn lại chỉ có hoảng sợ. Mà một số huyền giả linh giả cảnh thì cau mày, sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập. Cho dù là Phượng Như, dưới sự áp chế của cỗ kiếm ý này, huyền khí trong cơ thể cũng xuất hiện trì trệ, trong đầu không thể dâng lên được ý nghĩ phản kháng. Ít nhất cũng là kiếm ý bát trọng. Mọi người kinh hãi. Tâm niệm Dương Diệp khẽ động, 200 thanh huyền kiếm trong Tiểu Tuyền Qua phóng lên cao, dưới sự gia trì của kiếm ý sát lục, 200 thanh huyền kiếm hóa thành 200 luồng huyết quang bắn về phía đám đệ tử Bách Hoa Cung ở đối diện. Kiếm trận này dưới sự gia trì của kiếm ý bát trọng, uy lực khủng bố cỡ nào. Chỉ một cái chợp mắt, Phượng Như biết rằng, những đệ tử bên cạnh nàng tuyệt đối không thể ngăn cản được kiếm trận này. Khi nàng ta chuẩn bị xuất thủ, Dương Diệp đã đi tới trước mặt nàng ta, chém ra một kiếm nhanh như tia chớp. Phượng Như hơi biến sắc, sau đó đột nhiên quát to. Lồng giam không gian. Dứt lời, tốc độ kiếm Dương Diệp đột nhiên khựng lại, cứng đờ trong không trung. Thấy thế, trong lòng Phượng Như mừng lắm, nhưng mà đúng lúc này, thanh kiếm vốn nên cứng đờ tại chỗ đột nhiên giống như một con độc xà đâm tới cổ nàng ta.
Trong lòng Phượng Như vô cùng khiếp sợ, kiếm của Dương Diệp không ngờ có thể dẫy ra khỏi lồng giam không gian của nàng ta sao. Lúc này không phải lúc để khiếp sợ, đối với kiếm được gia trì kiếm ý sát lục bát trọng này của Dương Diệp, Phượng Như không dám cố gắng chống đỡ, đang chuẩn bị né tránh thì lúc này, chỉ thấy Dương Diệp quát khẽ. Kiếm chi lĩnh vực. Dứt lời, kiếm vực đột nhiên bao phủ Phượng Như, sau khi kiếm vực xuất hiện, Phượng Như vừa mới chuẩn bị né tránh thì người như khựng lại, mà tốc độ kiếm trong tay Dương Diệp nháy mắt đã gia tăng lên ít nhất 10 lần, một đạo kiếm quang hiện lên, hai mắt Phượng Như trợn trừng. Kiếm vực. Phượng Như nhìn Dương Diệp với vẻ không thể tưởng tượng nổi, vừa nói xong câu này, từ chỗ cổ máu tươi từ từ trào ra, một trận gió nhẹ thổi tới, đầu nàng ta lập tức từ trên cổ rơi xuống, máu tươi bắn ra như suối. Sau khi một kiếm chạm sát Phượng Như, Dương Diệp lại lấy ra một viên đá năng lượng siêu phẩm rồi hấp thu, sau đó ánh mắt nhìn về phía một số đệ tử Bách Hoa Cung đang đối kháng với kiếm trận của hắn. Chân phải dậm nhẹ xuống đất, dưới sự dẫn động của Cửu U kiếm vũ, Dương Diệp trực tiếp biến mất tại chỗ, đi tới giữa các đệ tử của Bách Hoa Cung. Kiếm quang hiện lên, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên tại đây. Không đến ba hơi thở, tất cả đệ tử Bách Hoa Cung có mặt đều chết hết toàn bộ. Huyết sát châu như lấy được chí bảo, Dương Diệp trước mặt Dương Diệp, xoay tròn rất nhanh, theo nó không ngừng xoay tròn, máu và oán niệm của các đệ tử Bách Hoa Cung nằm chung quanh lập tức bị hấp thu toàn bộ. Dương Diệp, người cũng thật can đảm, dám giết lên Bách Hoa Cung ta. Một tiếng hét phẫn nộ như tiếng sấm vang vọng trên đỉnh đầu Dương Diệp, lập tức, một đóa hoa diễm lệ xé rách không gian, cuốn về phía Dương Diệp. Cường giả hoàng giả cảnh xuất thủ. Cánh hoa mai bị người ta bóp nát trong tay, không phải tay Dương Diệp mà là tay của Thú Hoàng. Nhìn cánh hoa trong tay, Thú Hoàng hơi dùng sức, cánh hoa lập tức hóa thành một đống phấn hoa. Đường đường là cường giả hoàng giả cảnh Bách Hoa Cung, không ngờ lại xuất thủ với huyền giả linh giả cảnh, có phải hơi mất mặt hay không? Thú Hoàng nhìn vào hư không, hờ hững nói. Không gian dao động, ba người Thiên Huệ, Thiên Niệm Từ, Thiên Hoa Cốt xuất hiện trên đỉnh mẫu đan phong. Thú Hoàng, người quả thực muốn vì hắn mà thành kẻ địch của Bách Hoa Cung ta à? Thiên Hoa Cốt trầm giọng nói. Thú Hoàng cười khẽ một tiếng, nói, rất xin lỗi, cầm tiền tài của người ta thì phải tiêu tai cho người ta thôi. Sắc mặt Thiên Hoa Cốt trầm xuống, Thiên Huệ ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, nói. Thú Hoàng, không lâu nữa, bản thân đế quốc huyền thú ngươi cũng khó bảo toàn, còn có tâm tư đi ra mặt cho người khác, đúng là nực cười. Vả lại. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể bảo vệ được Dương Diệp này sao? Thực lực của Thú Hoàng rất mạnh, nhưng dù mạnh thì có thể địch nổi ba người bọn họ sao? Nếu thêm ta nữa thì sao? Đúng lúc này, Thủy Hoàng cùng Lý Tư và Bạch Khởi đột nhiên xuất hiện trong sân. Nhìn thấy ba người Thủy Hoàng, sắc mặt ba người Thiên Hoa Cốt trầm xuống. Hiển nhiên, bọn họ không ngờ Thủy Hoàng của đế quốc Đại Tần cũng đến giúp Dương Diệp. Sự xuất hiện của Thủy Hoàng cùng Lý Tư và Bạch Khởi, Dương Diệp không hề bất ngờ, bởi vì Thủy Hoàng chính là hắn mời đến. Đế quốc Đại Tần hiện giờ bốn mặt thụ địch, lại có cường địch là đế quốc Đỉnh Hán, cho nên, Dương Diệp đề xuất Đại Tần kết minh với đế quốc huyền thú, Thủy Hoàng cơ hồ là không hề do dự đáp ứng ngay. Đối với Thủy Hoàng mà nói, hiện tại không phải là lúc chú ý không phải tộc ta, tâm hắn ắt khác. Nếu Đại Tần không còn thì những cái khác chẳng có ý nghĩa gì cả. Ha ha, không ngờ Thủy Hoàng của đế quốc Đại Tần và Thú Hoàng của đế quốc huyền thú lại liên minh với nhau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sắc mặt Thiên Hoa Cốt âm trầm, nói. Chỉ là hai người các ngươi cảm thấy chỉ bằng vào hai người các ngươi thì có thể tiêu diệt được Bách Hoa Cung ta sao? Tư Đồ huynh, còn không mau xuất hiện. Thiên Hoa Cốt vừa dứt lời, Tư Đồ Hải cũng xuất hiện. Theo sự xuất hiện của Tư Đồ Hải, nhân số hoàng giả cảnh của hai bên đã ngang nhau. Hai mắt Thiên Hoa Cốt híp lại, tuy nhân số hoàng giả cảnh hai bên bằng nhau, nhưng nàng ta biết, thực lực phe nàng ta vẫn không bằng bên Thủy Hoàng. Bởi vì Thủy Hoàng và Thú Hoàng đều là cường giả hoàng giả cảnh ngũ phẩm đỉnh phong, mà bên nàng ta, chỉ có nàng ta là hoàng giả cảnh ngũ phẩm, Tư Đồ Hải và hai sư muội của nàng ta đều chỉ là hoàng giả cảnh tứ phẩm và hoàng giả cảnh tam phẩm mà thôi. Đáng tiếc Ngọc Linh Lung đã bị tổ sư kiếm tông đánh cho bị thương, bằng không. Thiên Hoa Cốt khẽ lắc đầu, chỉ là nguyên môn cùng với quỷ tông, còn cả băng tuyết cung và hạo nguyệt tông chắc đã nhận được truyền âm phù của mình rồi mới đúng, vì sao đến bây giờ vẫn chưa có cường giả nào tới.
Người đang đợi cường giả của đám tông môn Nguyên Môn à? Lúc này, Thủy Hoàng đột nhiên nói. Nếu đúng thì khuyên ngươi đừng đợi nữa. Bởi vì Trẫm và Thú Hoàng đã phái cường giả đến ngăn cản họ rồi, bọn họ nếu dám tới trợ giúp Bách Hoa Cung ngươi, cường giả của Đại Tần và Đế Quốc Huyền Thú sẽ đổ sát tông môn của bọn bọ, cho nên, bọn họ sẽ không tới đâu. Nói đến đây, Thủy Hoàng đột nhiên nhìn về phía Tư Đồ Hải ở bên cạnh, nói. Về phần nhân hoàng của đế quốc đỉnh hãn ngươi, ta nghĩ lúc này hắn nhất định không thể thật sự dẫn binh tới Nam Vực. Tuy ta không biết là nguyên nhân gì, nhưng hắn lúc này không thể tới, có phải vậy không? Tư Đồ Hải dùng mình trong lòng, bởi vì Thủy Hoàng nói không sai, nhân hoàng quả thật tạm thời không thể tới Nam Vực, bởi vì theo sự xuất hiện của nhân hoàng, đế quốc đỉnh hãn đã phát sinh tranh đấu quyền lực, nhân hoàng lúc này đang thanh trừng tranh đấu nội bộ của đế quốc đỉnh hãn, củng cố quyền lực của mình. Sở dĩ phái bọn hắn tới Nam Vực, chỉ vì sợ đế quốc Đại Tần nhất thống toàn bộ Nam Vực. Bởi vì đến Tám Úc đó muốn thu phục Nam Vực sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng, nhân chủ trung quy sẽ đến. Tư Đồ Hải lạnh giọng nói. Đến lúc đó, hy vọng Thủy Hoàng người vẫn có thể lạnh lùng bình tĩnh như hiện tại. Thủy Hoàng cười nói với vẻ khinh thường. Cho dù hắn là nhân hoàng, nhân chủ được thiên địa này thừa nhận thì sao? Đại Tần ta có gì mà phải sợ? Không nói những lời vô nghĩa nữa, đế quốc đỉnh hãn người muốn nhúng tay vào chuyện của Nam Vực, đến lúc đó đơn giản là đánh một trận mà thôi. Ai thắng ai bại, ngày sau sẽ rõ. Tư Đồ Hải hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Thủy Hoàng nhìn Dương Diệp, nói. Hôm nay, người có thể giết bao nhiêu người thì phải dựa vào năng lực của chính ngươi, cường giả trên tôn giả cảnh, không có bất kỳ một ai có thể tay với ngươi, nhưng cường giả tôn giả cảnh thì ngươi phải tự đối phó. Bởi vì chúng ta ngăn cản bọn họ thì bọn họ cũng ngăn cản chúng ta. Cho nên, là sống hay chết thì ngươi phải dựa vào thực lực của chính mình. Hiểu rồi. Dương Diệp gật đầu, sau đó mặc kệ đám người Thiên Hoa Cốt, thân hình khẽ động, lao vút về phía một ngọn núi ở bên dưới. Mà đám người Thiên Hoa Cốt không ngăn cản, cũng không thể ngăn cản bởi vì ở đối diện bọn họ, đám người Thủy Hoàng đã khóa chặt bọn họ, chỉ cần bọn họ hơi có dị động, chờ đợi bọn họ chính là công kích điên cuồng. Ta cảm thấy, mấy người chúng ta không cần thiết phải động thủ. Lúc này, Thú Hoàng đột nhiên nói. Với thực lực của chúng ta, muốn phân thắng bại ít nhất cũng phải đánh 10 ngày nửa tháng, nếu muốn phân sinh tử, vậy ít nhất cũng phải từ một tháng trở lên. Nhưng rõ ràng hai bên chúng ta lúc này đều không có ý định quyết một trận tử chiến, một khi đã như vậy, chúng ta động thủ vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thú Hoàng có lòng tin với Dương Diệp như vậy. Là nhận định hắn có thể dùng thực lực linh giả cảnh để đối kháng với vô số cường giả của Bách Hoa Cung ta à? Thiên Hoa Cốt lạnh giọng nói. Chúng ta cứ mở to mắt mà xem. Thú Hoàng cười nói. Nếu hắn chết thì chúng ta sẽ lập tức thối lui, nếu hắn không chết, các người cứ yên lặng ngồi ở đây, đừng động thủ, thế nào? Ta tán thành. Tư Đồ Hải ở bên cạnh nói. Ta không tin. Tiểu tử đó có thể dùng thực lực linh giả cảnh đối kháng với toàn bộ tông môn Bách Hoa Cung. Thiên Hoa Cốt trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn đáp ứng lời Thú Hoàng, không đáp ứng cũng không được, bởi vì không đáp ứng chẳng khác nào muốn động thủ, mà hai bên động thủ thì căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là, khiến nàng ta trong lòng có chút bất an là vì sao Thú Hoàng và Thủy Hoàng có lòng tin với Dương Diệp đó như vậy. Phải biết rằng, tuy Hoàng giả cảnh không ra tay, nhưng cường giả tôn giả cảnh trong Bách Hoa Cung vẫn có rất nhiều, hơn nữa trong đó còn có không ít tôn giả cảnh cửu phẩm. Dương Diệp vượt cấp giết cường giả tôn giả cảnh tam phẩm đã quá nghịch thiên rồi, nhưng hắn có thể vượt cấp giết tôn giả cảnh cửu phẩm sao? Đáp án là không thể. Cho dù là tổ sư kiếm tông năm đó cũng không yêu nghiệt như vậy. Cho nên, Dương Diệp lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa. Đỉnh núi Thanh Trúc Phong, khi Dương Diệp tới Thanh Trúc Phong, phong chủ Phượng Mẫn của Thanh Trúc Phong đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ có một mình Phượng Mẫn, bởi vì huyền giả dưới tôn giả cảnh không có chút uy hiếp nào đối với Dương Diệp. Mà cường giả tôn giả cảnh thì... Bách Hoa Cung có cường giả tôn giả cảnh, nhưng giết một huyền giả linh giả cảnh phải dùng cường giả tôn giả cảnh để vây công sao? Bách Hoa Cung là đại tông môn, bọn họ không thể mất mặt như vậy được, đặc biệt là ở trước mặt nhiều thế lực Nam Vực như thế này. Phượng Mẫn là huyền giả tôn giả cảnh tứ phẩm, trong 12 vị phong chủ, thực lực của nàng ta khá thấp, nhưng Bách Hoa Cung cho rằng, chỉ nàng ta thôi đã đủ để trảm sát Dương Diệp rồi. Giết một huyền giả linh giả cảnh nhị phẩm,
cần vận dụng huyền giả tôn giả cảnh ngũ phẩm à? Theo Bách Hoa Cung, đó là không cần thiết. Phái huyền giả tôn giả cảnh nhị phẩm đã là quá coi trọng Dương Diệp rồi. Phượng Mẫn không coi thường Dương Diệp, một kiếm tu kiếm tâm thông minh, hơn nữa còn là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý sát lục bát trọng, cho dù đối phương chỉ là linh giả cảnh, nàng ta cũng không dám coi thường. Đặc biệt là kiếm ý sát lục đó, cho dù là nàng ta cũng kiêng kỵ không thôi, nếu Dương Diệp đạt tới tôn giả cảnh, nàng ta sẽ không nắm chắc chút nào, không, thậm chí là dũng khí để đánh với Dương Diệp một trận cũng không có, nhưng lúc này Dương Diệp mới chỉ là linh giả cảnh. Chênh lệch giữa cảnh giới khiến nàng ta lần này nắm chắc giết được Dương Diệp. Phượng Mẫn không nói nhiều, tay không tóm về phía Dương Diệp, quát. Lồng giam không gian. Không nói nhiều, bởi vì như vậy là vô nghĩa, vừa ra tay đã sử dụng toàn lực. Không gian ở vị trí của Dương Diệp ngưng kết lại, ngay sau đó, một cỗ hồng mang từ trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên ùa ra, bùm một tiếng vang khẽ, lồng giam không gian của Phượng Mẫn bị kiếm ý sát lục bát trọng phá vỡ. Nhìn thấy một màn này, Phượng Mẫn nheo mắt, trong lòng kinh hãi không thôi, tuy biết thực lực của Dương Diệp không tồi, nhưng nàng ta không ngờ, Dương Diệp lại có thể phá vỡ lồng giam không gian của nàng ta một cách thoải mái như vậy. Thực lực của Dương Diệp vẫn nằm trên ước đoán của nàng ta. Hai cánh sau lưng Dương Diệp vỗ mạnh, thân thể đột nhiên biến mất, nháy mắt đã đi tới trước người Phượng Mẫn, một đạo kiếm quang hiện lên, thuấn không kiếm chém về phía cổ Phượng Mẫn. Thân hình Phượng Mẫn khẽ động. Biến mất tại chỗ, xuất hiện ở phía sau Dương Diệp. Dương Diệp không hề bất ngờ, tốc độ của Thuấn không trong tay không giảm, vẫn chém về phía trước, chỉ khác là, thân kiếm của Thuấn không trực tiếp chui vào trong không gian, mà Phượng Mẫn ở sau lưng Dương Diệp lúc này lại sợ hãi vô cùng. Bởi vì nàng ta vừa xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, còn chưa kịp xuất thủ thì một mũi kiếm đã xuất hiện ở chỗ cổ nàng ta một cách quỷ dị, mũi kiếm lấp lánh hàn quang đó khiến cho tóc gáy nàng ta dựng đứng. Vừa định né đi thì đúng lúc này, một cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện ở bốn phía nàng ta, khiến cho lực lượng không gian của nàng ta khựng lại một thoáng, mà cũng chỉ là một thoáng này, mũi kiếm đó đã xuyên qua cổ nàng ta. Là lực lượng của vực, là kiếm vực. Trên thiên không, thấy một màn này, sắc mặt đám người thiên hoa cốt biến đổi. Trước kia nghe đồn Dương Diệp nắm giữ kiếm vực, bọn họ không tin, dù sao Dương Diệp còn trẻ như vậy, sao có thể biết được kiếm vực. Mà hiện tại thì bọn họ không thể không tin nữa rồi. Sắc mặt đám người thiên hoa cốt trở nên cực kỳ khó coi, một kiếm tu nắm giữ kiếm vực, hơn nữa lại có kiếm ý bát trọng, chủ yếu nhất đối phương mới chỉ 20 tuổi. Để Dương Diệp trưởng thành, tương lai nhất định sẽ là tổ sư kiếm tông thứ hai, mà quan trọng nhất là, tên yêu nghiệt này đã trở thành tử địch với Bách Hoa Cung. Hối hận. Thiên hoa cốt thật sự hối hận, nếu lúc trước Bách Hoa Cung không xử phạt Phượng Ngọc, đón về Bách Hoa Cung. Vậy Bách Hoa cũng chẳng khác nào có thêm một thiên tài siêu cấp. Tuy cung quy của Bách Hoa Cung không cho phép làm như vậy, nhưng nàng ta tin, cho dù tổ sư của Bách Hoa Cung còn sống, khẳng định cũng sẽ đồng ý, thiên tài tuyệt thế như vậy, đáng để Bách Hoa Cung phá lệ một lần. Nhưng đáng tiếc, Bách Hoa Cung không chỉ không gặt hái được một thiên tài tuyệt thế, ngược lại còn mang tới một cường địch tuyệt thế trong tương lai. Xử tử Phượng Ngọc đúng là một quyết định sai lầm. Lúc này, không chỉ thiên hoa cốt nghĩ như vậy, ngay cả thiên niệm tử và thiên huệ trong lòng cũng xuất hiện suy nghĩ này. Tư đồ hải lúc này sắc mặt cũng ngưng trọng, kiếm hoàng lĩnh ngộ kiếm vực, cho dù hiện tại chỉ là linh giả cảnh, nhưng một khi trưởng thành, tuyệt đối là tồn tại vô địch trên đời. Bách Hoa Cung này đúng là óc lợn, không ngờ đắc tội đến chết với thiên tài cỡ này, cũng trở thành tử địch với hắn, một khi không diệt được hắn, để hắn trưởng thành. Khi đó muốn tiêu diệt Bách Hoa Cung không phải là chuyện trong nháy mắt à. Tư đồ hải nhìn thoáng qua ba người thiên hoa cốt, lắc đầu, thầm nghĩ, đúng là đám óc lợn. Mà Thủy Hoàng và Thú Hoàng ở bên cạnh thì lộ ra vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, đã đắc tội với một vị thiên tài tuyệt thế như vậy, nhưng lại không thể diệt sát hắn, Bách Hoa Cung này nhất định sẽ gặp bi kịch. Không cần chờ tới tương lai, hiện tại Bách Hoa Cung đã gặp bi kịch luôn rồi. Sau khi giết chết Phượng Mẫn, Dương Diệp lại lấy ra một viên đá năng lượng siêu phẩm đặt ở trong ngực, Thuấn không kiếm thật sự là rất tiêu hao huyền khí, với huyền khí của hắn lúc này, nhiều nhất chỉ có thể chém ra ba kiếm với loại công kích quỷ dị này, nếu không phải có đá năng lượng siêu phẩm, cộng với sức chứa huyền khí của hắn lượng huyền giả cung cấp, hắn căn bản không dám sử dụng thuận không kiếm. Có đá năng lượng siêu phẩm cuồn cuộn không ngừng cung cấp huyền khí,
hắn lúc này mới dám không kiêng nể gì sử dụng Thuận Không và Cửu U Kiếm Vũ, cũng chính bởi vậy, hắn mới có thể phát huy hơn xa. Người thường, thực lực của hắn lúc này có thể nói là dùng tiền để chất lên. Đợi sau khi huyết sát châu hấp thu xong huyết khí của Phượng Mẫn, Dương Diệp đi lên Thanh Trúc Điện của Thanh Trúc Phong, bởi vì hắn cảm nhận được, ở nơi đó có rất nhiều đệ tử của Bách Hoa Cung. Đã là tử địch với Bách Hoa Cung, bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì cũng không thể hóa giải. Nếu là tử địch, vậy thì phải giết tuyệt, giết sạch, đặc biệt hiện tại, phải biết rằng cơ hội này rất hiếm có. Khi Dương Diệp thanh của lớn của Thanh Trúc Điện, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, không gian cách trước mặt hắn vài chục trường xuất hiện dao động. Lập tức, một nữ tử trung niên xuất hiện ở đó. Nữ tử trung niên này tay cầm trường kiếm, một cỗ kiếm ý sắc bén từ trong cơ thể không ngừng khuếch tán ra bốn phía, kiếm ý đi qua đâu, không khí bị xe rách tới đó, đồng thời phát ra tiếng tách tách. Kiếm ý thất trọng. Sắc mặt Dương Diệp có chút ngưng trọng, cường giả tôn giả cảnh trước mắt này không ngờ là một kiếm tu, hơn nữa còn là một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý, thật khiến cho người ta bất ngờ. Là kiếm tiền tử Phượng Kiếm. Trên không, Lý Tư nhíu mày, Bạch Khởi ở bên cạnh hắn cũng nhíu mày. Bởi vì kiếm tiền tử này là cùng thời với hai người bọn họ, tuy đối phương chỉ là một huyền giả tôn giả cảnh ngũ phẩm, nhưng danh tiếng của nàng ta năm đó có thể nói là như mặt trời ban trưa, thậm chí còn vượt qua cả hai người bọn họ. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, kiếm tiền tử này năm đó đột nhiên biến mất ở Nam Vực, mất tích một cái là hơn 10 năm, khi xuất hiện trở lại thì tu vi vẫn là tôn giả cảnh ngũ phẩm. Hai người Lý Tư không ngờ, Bách Hoa Cung lần này lại phái nàng ta ra. Lần này Dương Diệp gặp nguy hiểm rồi. Phượng Kiếm thản nhiên nhìn Dương Diệp, trong mắt bình tĩnh không một gợn sóng, chỉ có kiếm trong tay là đang vang khẽ. Hai người nhìn nhau một thoáng, sau đó, Cửu U Kiếm Vũ sau lưng Dương Diệp vỗ một cái, một trận cuồng phong tự dưng xuất hiện, mà Dương Diệp thì biến mất tại chỗ. Keng! Trong sân vang lên tiếng kim loại va vào nhau, Dương Diệp về lại chỗ, mà Phượng Kiếm thì đứng tại chỗ, chỉ là kiếm trong tay nàng ta đã gãy thành hai đoạn. Vẻ mặt Dương Diệp trở nên nghiêm túc, tuy kiếm của đối phương đã gãy, nhưng một kích trước đó hắn đã rơi vào hạ phong. Bởi vì đối phương chặn được áp chế bằng kiếm ý của hắn, đồng thời còn có thể đẩy lui hắn. Tuy kiếm ý sát lục của hắn cao hơn đối phương hai trọng, nhưng đáng tiếc cảnh giới của hắn lại thấp hơn đối phương quá nhiều. Chênh lệch giữa cảnh giới lại xuất hiện rõ ràng. Ngươi là nhi tử của Phượng Ngọc Sư Tỷ. Kiếm Vũ đột nhiên nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Không động thủ, đang chuẩn bị lên tiếng thì đột nhiên lắc đầu, cười tự giễu, bất kể người trước mắt này có quan hệ gì với mẫu thân lúc sinh tiền, giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì, bởi vì mẫu thân đã chết rồi. Ta thật sự có lỗi với mẫu thân ngươi, ta nợ nàng ta một mạng, nhưng không thể báo đáp nàng ta. Phượng Kiếm thấp giọng nói, còn trả được đó, người tránh ra, để ta đồ sát đệ tử của Bách Hoa Cung bên trong, thể coi như là trả xong, thế nào? Vẻ mặt Dương Diệp có chút dữ tợn. Phượng Kiếm nhíu mày, nhìn Dương Diệp, thấy hai mắt Dương Diệp đỏ rực thì lập tức khẽ thở dài, nói. Thiên phú của ngươi rất tốt, là tốt nhất trong những người ta đã từng gặp. Nhưng ngươi lúc này căn bản không thể khiến Bách Hoa Cung lay động được đâu. Cho dù ta có tránh ra thì phía sau lại vẫn sẽ có người xuất hiện ngăn cản ngươi, hơn nữa còn cường đại hơn ta. Ngươi nếu hiện tại rút lui thì còn một đường sinh cơ. Rút lui. Dương Diệp cười điên cuồng, nói. Vậy thù của mẫu thân ta ai sẽ báo? Nói con mẹ nó ít thôi, nếu không tránh thì ta sẽ dẫm lên thi thể của ngươi mà qua. Dứt lời, chân phải Dương Diệp đột nhiên dẫm xuống đất, thi triển ra thuấn tức vạn lý, nháy mắt đã tới trước người Phượng Kiếm, thuấn không kiếm đột nhiên chém ngang. Phượng Kiếm hơi biến sắc, không dám lơ là, thân hình khẽ run lên, trực tiếp biến mất ở xa xa, xuất hiện ở phía sau Dương Diệp. Trong tay không biết từ khi nào đã có thêm một thanh kiếm mới hung hăng đâm thẳng vào lưng Dương Diệp. Mà Dương Diệp thì không né tránh, thuấn không trong tay kiếm thế không giảm, chém tới trước mặt, thuấn không kiếm chui vào trong không gian, mũi kiếm lại xuất hiện ở phía sau Phượng Kiếm một cách quỷ dị. Sắc mặt Phượng Kiếm lại biến đổi, có điều nàng ta cũng không tránh, lực đạo trong tay lại tăng thêm mấy phần. Hai kiếm tu đều không lựa chọn lui tránh, đều dùng mạng đổi mạng. Kiếm của Phượng Kiếm đâm vào người Dương Diệp trước, nhưng mà vào một khắc đâm vào người Dương Diệp, sắc mặt Phượng Kiếm lại đột nhiên biến đổi, bởi vì kiếm của nàng ta không đâm tiếp được nữa. Mà lúc này, thuấn không kiếm của Dương Diệp đã đâm vào lưng Phượng Kiếm,
mũi kiếm dễ dàng đâm vào da phượng kiếm, vào một khắc mũi kiếm đâm phá da của phượng kiếm lại trực tiếp biến mất tại chỗ, xuất hiện ở xa ngoài mấy chục trượng. Không gian Nazi. Dương Diệp thu kiếm lại đứng đó, nhìn phượng kiếm ở ngoài xa mấy trượng, sắc mặt rất ngưng trọng. Hắn không ngờ, vào thời khắc như vậy mà người này không ngờ vẫn có thể thi triển ra không gian Nazi để tránh thuận không kiếm của hắn. Huyền giả tôn giả cảnh ngũ phẩm này đối với nắm vững không gian thì mạnh hơn vị huyền giả tôn giả cảnh của Bách Hoa Cung lúc trước rất nhiều. Người rốt cuộc là loại yêu nghiệt gì thế? Lúc này sắc mặt phượng kiếm cũng rất ngưng trọng, nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới, nàng ta có một ngày thiếu chút nữa thì bị một huyền giả linh giả cảnh giết chết. Đúng vậy, một khắc trước đó, nếu không phải nàng ta phản ứng nhanh thì nàng ta đã chết rồi. Linh giả cảnh nhị phẩm thiếu chút nữa giết chết tôn giả cảnh ngũ phẩm, nếu không phải nàng ta tự mình trải qua thì có đánh chết nàng ta cũng không tin. Dương Diệp trả lời phượng kiếm, cầm thuận không kiếm trong tay đâm một phát vào hư không, đồng tử phượng kiếm co rút lại, không chút nghĩ ngợi thân hình lóe lên biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ngoài xa mấy chục trượng, vừa định hạ xuống đất thì đồng tử lại co rút lại, bởi vì một mũi kiếm đã xuất hiện trước ở vị trí nàng ta định hạ xuống, mà nàng ta thì giống như tự đâm vào mũi kiếm đó vậy. Vào thời khắc mấu chốt, phượng kiếm cố gắng vặn người, tránh thuận không kiếm đâm vào chỗ yếu hại, khiến cho thuấn không vốn định đâm vào vị trí trái tim nàng ta thành đâm xuyên qua ngực trái. Dương Diệp đang chuẩn bị bồi thêm một kiếm, nhưng mà trong cơ thể lại truyền đến một cảm giác trống rỗng, đó là nguyên nhân do huyền khí trong tiểu tuyền qua đã khô kiệt do tiêu hao hai huyền khí quá độ. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thu hồi thuấn không kiếm, thân hình khẽ động, đi tới trước người phượng kiếm, long chảo xuất hiện. Lập tức song chảo trực tiếp chộp vào hai vai phượng kiếm. Dương Diệp đang muốn dùng sức xé nữ tử trước mắt thành hai nửa, nhưng mà đúng lúc này, phượng kiếm lại đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, sau đó đột nhiên quát. Không gian Nazi. Dứt lời, phượng kiếm và Dương Diệp trực tiếp chui vào trong không gian. Vào lúc này, đám người Thủy Hoàng và Thú Hoàng ở trên không biến sắc, mà đám người Thiên Hoa Cốt thì sắc mặt vui sướng. Xé rách không gian đạt tới không gian Nazi. Cần có sự nắm vững nhất định đối với không gian, mới có thể sống sót trong khe không gian nguy hiểm trùng trùng đó, đồng thời đạt tới hiệu quả không gian Nazi. Mà Dương Diệp lúc này chỉ là linh giả cảnh, hắn căn bản không phải tôn giả cảnh. Cho nên, hắn căn bản không hiểu rõ về sự huyền bí của không gian, không hiểu về sự huyền bí của không gian, hắn làm sao có thể sống sót trong khe không gian đó. Tiến vào khe không gian, loạn lưu bên trong khe có thể sẽ xé toang Dương Diệp thành những mảnh nhỏ. Ha ha, Thú Hoàng, Thủy Hoàng, thắng bại đã định, các ngươi nói gì đi chứ? Thiên Hoa Cốt nhìn Thú Hoàng và Thủy Hoàng với vẻ tươi cười, nụ cười trên mặt rực rỡ như trăm hoa đua nở. Nhưng mà đúng lúc này, không gian bên dưới rung rung, ngay sau đó, một khe không gian xuất hiện trong mắt mọi người, sau đó thì hai bóng người từ bên trong bay ra. Nhìn thấy hai người đó, nụ cười trên mặt Thiên Hoa Cốt đột nhiên cứng đờ, mà Thú Hoàng và Thủy Hoàng thì mặt mày tươi cười. Bởi vì một trong hai người đó chính là Dương Diệp, mà Dương Diệp lúc này vẫn còn thở, tuy quần áo trên người đã rách bươm, nhưng khí tức vẫn còn, nói cách khác, Dương Diệp còn sống. Đúng là thằng nhóc khiến người ta phải kinh ngạc. Thú Hoàng thấp giọng cười nói. Sau khi từ trong khe không gian bay ra, nghĩ đến tình cảnh khủng bố trong lốc xoáy không gian trước đó, Dương Diệp mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì chết thật, nếu không phải có nhân hoàng giáp. Cho dù nhục thân của hắn có thể so sánh với huyền thú tôn cấp, cho dù không chết thì chỉ sợ cũng phải chịu kết cục bị thương rất nặng. Không gian loạn lưu đó thật sự là quá mức khủng bố, nếu không biết phương pháp né tránh, hắn không có một chút lòng tin nào có thể dùng nhục thân để kháng. Cũng may có nhân hoàng giáp, cũng may là vào thời khắc mấu chốt hắn thôi động nhân hoàng giáp, bằng không hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng. Ngươi rốt cuộc là làm thế nào? Ở bên cạnh, phượng kiếm sắc mặt tái nhợt. Trước ngực không ngừng chảy máu nhìn Dương Diệp, trầm giọng hỏi. Ngươi mang theo nghi vấn mà chết đi. Thân hình Dương Diệp khẽ động, nháy mắt đã tới trước mặt phượng kiếm, có bài học trước đó, Dương Diệp lần này không định bắt đối phương, mà là song chảo trực tiếp vỗ xuống đầu phượng kiếm. Phượng kiếm vừa định hành động thì Dương Diệp lại đột nhiên quát to. Kiếm chi lĩnh vực. Dứt lời, một cỗ uy áp vô hình trực tiếp bao trùm phạm vi 10 trượng chung quanh hai người, mắt phượng kiếm co rút lại. Bên trong đầy vẻ kinh hãi và hoảng sợ, mà lúc này, song chảo của Dương Diệp đã vỗ vào đỉnh đầu nàng ta,
dưới sự gia trì của kiếm vực, Phượng kiếm ngay cả năng lực phản kháng và trốn tránh cũng không được, trực tiếp bị một chảo của Dương Diệp vỗ nát đầu. Sau khi một chảo giết chết Phượng kiếm, Dương Diệp lấy ra một viên đá năng lượng siêu phẩm rồi đặt ở trong ngực, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn vào không trung, hừ lạnh một tiếng, thấy hắn không chết, bên trên có một số người khẳng định là rất thất vọng nhỉ. Thu hồi ánh mắt, sau khi huyết sát châu hấp thu hết huyết khí của Phượng kiếm, Dương Diệp không dừng lại, thân hình khẽ động, lướt về phía Thanh Trúc Điện. Vào Thanh Trúc Điện làm gì? Đương nhiên là để giết người phóng hỏa, cướp bóc rồi. Thấy Dương Diệp xông vào Thanh Trúc Điện, sắc mặt của ba người Thiên Hoa Cốt ở trên trời âm trầm tới đáng sợ, không gian chung quanh ba người họ sao động từng đợt. Thiên Hoa Cốt cuối cùng vẫn không động thủ, bởi vì bên cạnh có Thú Hoàng và Thủy Hoàng, ba người bọn họ động thủ căn bản cũng chẳng làm nên chuyện gì. Truyền âm, bảo Phương Mạc Nhan xuất thủ. Thiên Hoa Cốt trầm giọng nói. Ha ha! Đúng lúc này, Bạch Khởi ở bên cạnh đột nhiên phá lên cười, cười một lúc rồi nhìn Thiên Hoa Cốt nói với vẻ châm chọc. Đây là Đại Tông Môn Nam Vực à? Đúng là khiến người ta cười ngất mà, một tông môn không ngờ không tìm ra một huyền giả cùng cấp để ngăn cản Dương Diệp, mà hiện tại, không ngờ còn muốn phái một cường giả tôn giả cảnh thất phẩm xuất thủ, đúng là nực cười. Phượng Mạc Nhan, tất cả mọi người đều từng nghe nói tới, là cường giả tôn giả cảnh nổi tiếng từ xưa. Đứng đầu trong các cường giả tôn giả cảnh của Bách Hoa Cung, cho dù là ở toàn bộ Nam Vực, danh khí cũng rất lớn. Bởi vì người này từng đứng đầu trong tứ tiểu hoa đán của Bách Hoa Cung, chiến tích tốt nhất là dùng thực lực vương giả cảnh tam phẩm trảm sát linh giả cảnh đỉnh phong. Cũng chính là trận chiến ấy đã khiến nàng ta danh chấn Nam Vực. Thú Hoàng ở bên cạnh cũng lắc đầu, tôn giả cảnh thất phẩm đối chiến linh giả cảnh nhị phẩm, Bách Hoa Cung này đã bắt đầu vứt bỏ mặt mũi rồi. Bị Bạch Khởi châm chọc, Thiên Huệ hừ lạnh một tiếng, phản kích. Bạch Khởi, nói cứ như đế quốc Đại Tần ngươi có thể tìm ra một huyền giả cung cấp có thể đối kháng với tên ti tiện đó vậy. Hắn tay cầm đạo khí và vỏ kiếm cổ của kiếm hoàng, đồng thời lại lĩnh ngộ kiếm ý bát trọng, lại còn nắm giữ kiếm chi lĩnh vực, lại có thiên địa linh vật, Bách Hoa Cung ta chỉ phái một huyền giả tôn giả cảnh thất phẩm để đối phó hắn đã là nể mặt hắn lắm rồi. Đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Dùng tôn giả cảnh thất phẩm để đối phó một huyền giả linh giả cảnh nhị phẩm, ngươi còn nói một cách đường hoàng như vậy, Bạch Khởi ta khinh bỉ ngươi. Bạch Khởi, ngươi muốn đánh một trận à? Thiên Huệ sắc mặt âm trầm, nói. Sợ ngươi chắc. Vậy đến đây. Thân hình Thiên Huệ khẽ động, bay tới hư không, Bạch Khởi thấy thế hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng vội vàng lướt theo. Rất nhanh, trong hư không truyền đến tiếng đánh nhau của hai người. Bên trong Thanh Trúc Điện, Dương Diệp cầm kiếm đứng đó, chung quanh hắn là hơn 1.000 cỗ thi thể của đệ tử Bách Hoa Cung, trừ thi thể của đệ tử Bách Hoa Cung ra còn có 200 thanh huyền kiếm đang không ngừng bay lượn chung quanh. Lúc trước, hắn chính là vận dụng kiếm trận mới chảm sát được những đệ tử của Bách Hoa Cung này. Có điều hắn cũng không thoải mái gì, bởi vì những đệ tử của Bách Hoa Cung này đều liều chết chống lại, có điều cũng may nhục thân hắn cường hãn, bên trong lại mặc nhân hoàng giáp. Những đệ tử của Bách Hoa Cung này không thể tạo thành thương tổn có tính thực chất đối với hắn. Lạnh lùng nhìn lướt qua huyết sát châu đang hưng phấn hấp thu huyết khí chung quanh, thân hình Dương Diệp chợt lóe, lướt vào trong đại điện của Thanh Trúc Điện, sau đó phàm là thứ đáng giá bên trong, tất cả đều cuỗm sạch. Sau khi thu dọn xong, bấm tay búng một cái, U Minh Quỷ Hỏa đón gió phóng to, ầm một tiếng, toàn bộ Thanh Trúc Phong không tới một lúc đã hóa thành tro tàn. Giết đệ tử Bách Hoa Cung ta! Đốt cung điện của Bách Hoa Cung ta, từ lúc tổ sư sáng lập môn phái tới nay, Bách Hoa Cung ta chưa bao giờ phải chịu nhục nhã tới vậy. Bất kể ngươi yêu nghiệt tới thế nào, sau lưng ngươi có ai chống lưng cho ngươi, ngươi đều phải chết. Đợi ngươi chết rồi, Bách Hoa Cung ta tất sẽ giam cầm hồn phách của ngươi, khiến hồn phách của ngươi vĩnh viễn phải chịu nỗi khổ bị dương hỏa thiêu đốt. Trên vùng trời Bách Hoa Cung vang lên thanh âm dữ tợn của Thiên Hoa Cốt. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Cười lạnh một tiếng, nói. Dương Diệp ta dùng linh hồn để thề, kiếp này nhất định sẽ giết hết đệ tử của Bách Hoa Cung các ngươi, khiến đạo thống của Bách Hoa Cung từ nay về sau phải biến mất khỏi nhân gian. Nếu như không làm được, Dương Diệp ta nguyện hồn phi phách tán, vĩnh không thể luân hồi. Tốt tốt tốt. Ở trên không, Thiên Hoa Cột sắc mặt dữ tợn nói. Giết sạch đệ tử của Bách Hoa Cung, tiêu diệt Bách Hoa Cung. Tao thân cũng muốn xem Dương Diệp ngươi hà đức hà năng mà có thể làm được như vậy.
chúng ta cứ trống mắt lên mà xem. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, hai cánh sau lưng vỗ một cái, mang theo một cơn gió xoáy biến mất tại chỗ, lướt về phía một ngọn núi khác. Trên hư không, sát ý trên thiên hoa cốt không chút che giấu, nàng ta sắc mặt dữ tợn, giống như tùy thời đều có thể phát cuồng. Mà Thủy Hoàng và Thú Hoàng ở bên cạnh thì huyền khí trong cơ thể cũng dập dềnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cường giả hoàng giả cảnh xuất thủ, Dương Diệp căn bản một chút sức phản kháng cũng không có, cho nên bọn họ phải đảm bảo mình có thể ngăn cản đối phương khi hai người thiên hoa cốt xuất thủ, bằng không, Dương Diệp có thể sẽ bị giết trong nháy mắt. Một lúc sau, thiên hoa cốt hít sâu một hơi, lén nhìn thoáng qua Thủy Hoàng và Thú Hoàng, vẻ oán độc trong mắt không hề che giấu. Nếu không phải có hai người trước mắt này, muốn giết Dương Diệp chỉ là chuyện trong cái chớp mắt. Nhưng có hai người ở đây, Bách Hoa Cung muốn giết Dương Diệp thì đương nhiên vẫn có thể giết được, dù sao nếu tất cả huyền giả tôn giả cảnh của Bách Hoa Cung ùa cả lên, Dương Diệp cho dù có đạo khí thì cũng làm được gì. Nhưng nàng ta cuối cùng vẫn không thể vứt bỏ mặt mũi, phái một đám tôn giả cảnh đi giết một linh giả cảnh, cho dù giết được Dương Diệp, Bách Hoa Cung của nàng ta nhất định cũng sẽ trở thành trò cười của huyền giả Nam Vực. Hy vọng Mạc Nhan không khiến ta thất vọng. Thiên Hoa Cốt thầm nói trong lòng. Dương Diệp vừa tới một ngọn núi tiếp theo thì một nữ tử đã ở đó chờ hắn. Dung mạo của một nữ tử này rất đẹp, so với hai vị trước thì xinh đẹp hơn. Đương nhiên, đối với Dương Diệp mà nói, dung mạo của đối phương không hề có một chút sức hấp dẫn nào với hắn. Cái hắn để ý là khí tức phát ra từ trên người đối phương, khí tức đó so với Phượng Kiếm lúc trước thì mạnh hơn. Ta đến cuối cùng vẫn chậm. Phượng Mạc Nhan nhìn Dương Diệp, chậm rãi nói. Không ngờ ngươi thật sự dám đổ sát đệ tử Bách Hoa Cung trong Bách Hoa Cung ta, đồng thời phóng hỏa đốt Bách Hoa Cung. Càng không ngờ là, ngươi chỉ là linh giả cảnh nhị phẩm, hơn nữa không ngờ còn là con trai của Phương Ngọc. Chắn hẳn hôm nay ngươi tới Bách Hoa Cung là để báo thù cho mẫu thân ngươi hả? Điều này không phải là rất rõ ràng rồi sao? Cổ tay Dương Diệp khẽ động, thuấn không kiếm xuất hiện trong long trảo của hắn. Hôm nay ai ngăn cản hắn đổ sát Bách Hoa Cung thì hắn sẽ giết người đó. Cho dù trong những người ngăn cản hắn có cả người quen của mẫu thân năm xưa, hắn vẫn cứ giết. Phượng Mạc Nhan trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Trở về đi, nể mặt mẫu thân ngươi, ta không giết người, nhân lúc hiện tại ta vẫn chưa thay đổi chủ ý. Vù! Một đạo kiếm quang lóe lên, chém về phía Phượng Mạc Nhan, Phượng Mạc Nhan khẽ thở dài, nàng ta biết. Đây là câu trả lời của Dương Diệp. Bấm tay búng một cánh hoa năng lượng bắn ra, ầm ầm va chạm với kiếm quang của Dương Diệp trong không trung, lập tức hai cái nổ tung. Vạn hoa tranh diễm. Phượng Mạc Nhan quát lên một tiếng, hai tay vẫy nhẹ, trong nháy mắt, tất cả đóa hoa trên núi đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, hóa thành từng cơn mưa hoa tràn ngập không trung, mỗi một cánh hoa đều xoay tròn với tốc độ cao, sắc bén giống như mũi đao. Chỉ trong thời gian một hơi thở, trong phạm vi trăm trượng chung quanh hai người đều là những cánh hoa khủng bố này. Huyền kỹ thiên cấp. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Dương Diệp híp lại, chỉ có huyền kỹ thiên cấp mới có thể có uy lực khủng bố thế này. Hắn không ngờ, đối phương vừa ra tay đã sử dụng huyền kỹ thiên cấp, điều này thật sự khiến hắn có chút bất ngờ. Thở khẽ ra một hơi, Dương Diệp chậm rãi bước về phía Phượng Mạc Nhan. Phượng Mạc Nhan đương nhiên sẽ không khinh thị Dương Diệp. Nàng ta là cường giả tôn giả cảnh nổi tiếng từ xưa, kinh lịch phong phú, tất nhiên sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp khinh địch này. Dương Diệp có thể chảm sát hai vị phong chủ tôn giả cảnh lúc trước, vậy hắn có thể là kẻ yếu sao? Đương nhiên là không phải, cho nên nàng ta vừa ra tay đã xuất toàn lực, hy vọng có thể một kích khiến Dương Diệp toi mạng. Nhìn thấy Dương Diệp chậm rãi đi tới, trong mắt Phượng Mạc Nhan hiện lên một tia kiên quyết, tay phải vung lên, quát. Đi! Dứt lời, cánh hoa trong không trung lập tức giống như hoa lê trong mưa bắn nhanh về phía Dương Diệp, khi những cánh hoa khủng bố này tới phạm vi trước người Dương Diệp năm trượng, Dương Diệp hé môi, thấp giọng quát. Dừng. Dứt lời, những cánh hoa này trong ánh mắt khiếp sợ của Phượng Mạc Nhan đột nhiên dừng lại, mà những cánh hoa cách Dương Diệp 10 trượng thì không thể nào lọt vào trong phạm vi 10 trượng chung quanh Dương Diệp. Vỡ. Dương Diệp đột nhiên quát to, lập tức ầm một tiếng. Tất cả cánh hoa trong kiếm vực của hắn lập tức hóa thành một đống bụi bặm. Mà sắc mặt Dương Diệp lại hơi trắng thêm một chút, bất kể là đạo khí thuấn không hay là kiếm vực, hoặc là thiên địa linh vật đều không thể thi triển với số lần vô hạn. Sau ba trận chiến, mặc dù có đá năng lượng siêu phẩm chống đỡ,
nhưng bản thân hắn vẫn gặp phải một số vấn đề. Giống như lần này, tuy dùng kiếm vực để phá vỡ huyền kỹ thiên cấp này, nhưng hắn vẫn bị của uy lực của huyền kỹ thiên cấp này tạo ra một số thương thế, không phải ngoại thương, mà là nội thương, ngũ tạng lục phủ của hắn kỳ thật đã bị chấn thương. Hắn là người, không phải thần. Hắn hiện tại chính là làm bản thân suy kiệt trước. Giữa hắn và những đối thủ từ đến bây giờ có chênh lệch cảnh giới quá lớn, tuy hắn đã chảm sát được hai tôn giả cảnh, đồ sát rất nhiều đệ tử Bách Hoa Cung, nhưng đó là thực lực dùng sự vắt kiệt cơ thể của bản thân để đổi lấy. Nhìn thấy Dương Diệp chậm rãi đi tới, trong mắt Phượng Mạc Nhan hiện lên một tia kiên quyết, tay phải vung lên, quát. Đi! Nói tóm lại, cảnh giới của hắn vẫn hơi thấp, không thể tùy tâm sử dụng nắm giữ thuấn không và thi triển kiếm vực một cách chân chính. Nếu hắn cũng là tôn giả cảnh, muốn đối phó với huyền kỹ thiên cấp này quả thực là điều hết sức dễ dàng. Kiếm chi lĩnh vực. Phượng Mạc Nhan trầm giọng nói. Không ngờ thật sự là kiếm chi lĩnh vực, không thể không nói, ngươi đúng là thiên phú dị bẩm. Trong vạn năm năm nay, Nam vực từ sau Tố Sư Kiếm Tông thì ngươi là yêu nghiệt nhất. Đáng tiếc, loại yêu nghiệt cỡ như người tại là tử địch của Bách Hoa Cung, nếu đã vậy thì phải nhân lúc người chưa trưởng thành trừ bỏ ngươi luôn. Bằng không Bách Hoa Cung trong tương lai nhất định sẽ không chịu đựng nổi lửa giận của ngươi. Dương Diệp thở khẽ một hơi, không nói nhiều, thân hình khẽ động, tay cầm thuận không kiếm đâm nhanh về phía Phượng Mạc Nhan. Phượng Mạc Nhan hừ lạnh một tiếng, đang định ra tay thì đúng lúc này trong tay Dương Diệp đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng vàng, tập tức, một sợi dây thừng màu vàng từ trong tay Dương Diệp lấp lánh hiện ra, dây thừng màu vàng trực tiếp xuyên thấu không gian, xuất hiện ở trước mặt nàng ta. Đạo khí. Đồng tử Phượng Mạc Nhan co rút lại, nàng ta không ngờ Dương Diệp lại còn có đạo khí, trong lòng vô cùng khiếp sợ, lập tức thân hình khẽ động, xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng, nhưng mà nàng ta vừa hạ xuống đất thì dây thừng màu vàng lại biến mất tại chỗ một cách quỷ dị, khi xuất hiện lại thì đã trói lên người nàng ta. Mà lúc này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt nàng ta, thuấn không kiếm trong tay hung hăng đâm vào cổ Phượng Mạc Nhan. Phượng Mạc Nhan kinh hãi vô cùng, đang muốn vận chuyển huyền khí, nhưng mà nàng ta kinh hãi phát hiện, huyền khí trong cơ thể nàng ta không ngờ giống như bị cái gì đó khóa lại, căn bản không thể vận chuyển. Xong rồi. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Phượng Mạc Nhan, sau đó thì đầu nàng ta lìa khỏi cổ. Sắc mặt của đám người Thiên Hoa Cốt đang ở trên trời âm trầm tới đáng sợ, bọn họ không ngờ, Dương Diệp này lại lấy ra một đạo khí, hắn rốt cuộc có bao nhiêu đạo khí. Sắc mặt Tư Đồ Hải cũng có chút âm trầm, bởi vì phước tiên thằng này là của đế quốc đỉnh hãn. Vào một khắc đầu Phượng Mạc Nhan bay ra, trong sản xuất hiện dị biến, một nữ tử xuất hiện ở phía sau Dương Diệp một cách quỷ dị, sau đó đột nhiên vỗ một chưởng vào lưng Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài theo hình cung. Cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm. Đánh lén. Trên hư không, sắc mặt hai người Thủy Hoàng và Thú Hoàng trầm xuống. Dương Diệp bay ra xa gần nghìn trượng, va vào một sườn núi của một ngọn núi nhỏ mới dừng lại được. Dương Diệp va vào, ngọn núi nhỏ lập tức rung chuyển kịch liệt, vô số đá vụn rơi xuống. Mà ở vị trí Dương Diệp đúng lúc trước, xuất hiện một nữ tử váy đỏ, nữ tử này ngạo nghễ đứng đó, trên hai tay nàng ta là một đôi thiết thủ sáo thần bí màu đen đầy gai. Sức của một con kiến mà không ngờ cũng dám vọng ngôn muốn diệt sạch Bách Hoa Cung ta, đúng là không biết sống chết. Nữ tử lạnh lùng nhìn Dương Diệp đã va vào một ngọn núi ở cách ngoài nghìn trượng, nói với vẻ khinh thường. Đúng là nực cười. Trên trời, Lý Tự đột nhiên nói. Đường đường là huyền giả tôn giả cảnh cửu phẩm, đối phó một linh. Giả cảnh huyền giả nhị phẩm, không ngờ lại dùng thủ đoạn đánh lén, mà đánh lén rồi thì cũng thôi đi, nhưng người lại giống như là cảm thấy rất vinh quang. Thì ra Bách Hoa Cung đều là loại mặt hàng này, đúng là cực kỳ hài hước. Sắc mặt nữ tử váy đỏ có chút khó coi, lại không dám phản bác, phải biết rằng Lý Tư này chính là cường giả hoàng giả cảnh. Nực cười à! Thiên Hoa Cốt lạnh giọng nói. Chẳng lẽ muốn đệ tử Bách Hoa Cung ta từng người một đi ra cho hắn giết à? Hắn nếu dám đến Bách Hoa Cung ta giết người, vậy thì nên chuẩn bị chết đi. Nếu nói tới nực cười thì là Đại Tần ngươi nực cười mới đúng. Đừng nói cung đấu của Đại Tần các ngươi đều là quang minh chính đại. Bản thân Lý Tư ngươi chỉ sợ cũng gây ra không ít chuyện xấu xa. Nếu bản thân không phải là loại mặt hàng tốt thì dựa vào gì mà đi yêu cầu người khác. Lý Tư đang định nói gì đó thì Thủy Hoàng lại xua tay, sau đó nói. Nói nhiều làm gì, thắng bại vẫn chưa rõ.
Đám người Thiên Hoa Cốt hơi biến sắc, lại nhìn về phía dưới, chỉ thấy một bóng người đang từ trong ngọn núi nhỏ bay vút ra. Nhìn thấy bóng người này, sắc mặt đám người Thiên Hoa Cốt xuống, bởi vì người này chính là Dương Diệp. Sắc mặt nữ tử váy đỏ cực kỳ khó coi, nàng ta không ngờ, con kiến trước mắt chỉ là linh giả cảnh này sau khi chịu một kích toàn lực của nàng ta không ngờ vẫn có thể sống sót. Điều này thật khiến nàng ta mất mặt. Lúc này sắc mặt Dương Diệp cũng cực kỳ khó coi, hắn không trách đối phương đánh lén hắn, hắn chỉ trách bản thân hắn không đủ cẩn thận, có chút lơ là. Đương nhiên, hắn cũng có chút bất ngờ vì một cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm không ngờ lại dùng phương thức đánh lén để ra tay với hắn, điều này quả thực có chút không cần mặt mũi. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn phát hiện ra sự khủng bố của cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm này. Lúc trước nếu không phải có nhân hoàng giáp ngăn cản đại bộ phận lực đạo của nữ tử váy đỏ giúp hắn, cộng với bản thân nhục thân hắn cũng cường hãn thì một kích đó chỉ sợ đã khiến xương cốt toàn thân hắn vỡ nát rồi. Chỉ với một kích này, hắn đã biết, hắn lúc này sợ là cho dù dùng kiếm vực và vận dụng đạo khí cũng không thể chạm sát đối phương. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, căn bản không thể dùng ngoại vật để bù đắp. Ta cũng có chút xem thường con kiến ngươi rồi. Nữ tử váy đen cọ cọ đôi thiết quyền thần bí vào nhau, trầm giọng nói. Dương Diệp thở hắt ra một hơi, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn biết, lúc này với cảnh giới của hắn mà muốn giết đối phương thì cơ bản là không thể, cứ như vậy đánh tiếp chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Nghĩ vậy, Dương Diệp không do dự, cúi đầu nhìn về phía vỏ kiếm cổ kiếm linh trong tay, nói. Dùng bí pháp đi. Một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm linh xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Kiếm linh trầm ngâm một thoáng rồi nói. Tuy lúc này ngươi đã không bị trời cao nguyền rủa, hơn nữa lại đề thăng một cảnh giới, nhưng thọ mệnh của ngươi chỉ còn lại 10 năm. Bí pháp này một canh giờ sẽ thiêu đốt một năm thọ mệnh, ngươi chắc chắn muốn dùng chứ? Dùng. Dương Diệp kiên định nói. Lúc này ta còn lựa chọn khác à? Không dùng thì có thể sẽ chết luôn đó. Kiếm linh trầm ngâm một thoáng, sau đó gật đầu, lắc mình biến hóa, khôi phục bản thể. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào trong mi tâm của Dương Diệp. Bí pháp này là một loại bí pháp lợi dụng thọ nguyên để kích phát tiềm năng thân thể sau khi xong chuyện sẽ ảnh hưởng khá lớn tới thân thể. Nhớ lấy, tốt nhất đừng sử dụng bí pháp này trong thời gian dài, bằng không, thọ mệnh giảm mạnh không nói, thân thể của bản thân người cũng rất có khả năng sẽ xuất hiện thương tổn không thể vãn hồi. Theo thanh âm của kiếm linh kết thúc, âm một tiếng. Một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố từ trong cơ thể Dương Diệp bạo phát ra, mà cảnh giới của Dương Diệp lúc này không ngờ bắt đầu. Linh giả cảnh nhị phẩm. Linh giả cảnh tam phẩm. Linh giả cảnh tứ phẩm. Linh giả cảnh cửu phẩm. Trong cơ thể Dương Diệp lại bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, khí thế như thủy triều khuếch tán về bốn phía, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, cảnh giới của Dương Diệp đã đề thăng tới tôn giả cảnh. Sao có thể như vậy? Nữ tử váy đó có chút đờ đẫn nhìn Dương Diệp đã là cường giả tôn giả cảnh, trong nháy mắt từ linh giả cảnh nhị phẩm đề thăng tới tôn giả cảnh, sao có thể như vậy được? Trên trời, trong mắt đám người Thiên Hoa Cốt cũng đầy vẻ khiếp sợ, bọn họ biết trên đời này có một loại bí pháp có thể để thắng cảnh giới của người sử dụng trong thời gian ngắn, nhưng phần lớn chỉ đề thăng một hai phẩm mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ được năm phẩm. Mà hiện tại Dương Diệp trực tiếp đề thăng một cấp, đây là bí pháp gì vậy? Rất nhanh. Thiên Hoa Cốt không nghĩ tới vấn đề này nữa. Bởi vì bọn họ nghĩ đến một vấn đề khủng bố khác, đó chính là Dương Diệp đạt tới tôn giả cảnh sẽ khủng bố tới cỡ nào. Kiếm ý sát lục bát trọng, kiếm tâm thông minh, kiếm chi lĩnh vực, thiên địa linh vật, hai kiếm đạo khí. Trong tôn giả cảnh có ai có thể ngăn cản được hắn? Phương Hồng, mau lùi đi, kẻ này đã vô địch trong cùng cấp rồi, người hiện giờ không cản được hắn đâu. Giọng nói của Thiên Hoa Cốt có chút dồn dập, hiện giờ Bách Hoa Cung đã chết ba cường giả tôn giả cảnh, thật sự là không thể chết thêm được nữa. Phía dưới, sắc mặt nữ tử váy đỏ tên là Phượng Hồng có chút dữ tợn, lui à. Nếu hôm nay nàng ta lui, Phượng Hồng nàng ta sao đang thể đứng chân ở Nam Vực? Chỉ là linh giả cảnh dùng bí pháp để đề thăng tới tôn giả cảnh mà thôi, sao có thể đối kháng được với nàng ta đã đạt tới tôn giả cảnh cửu phẩm chứ? Sư tổ yên tâm. Đệ tử hôm nay tất sẽ trừ bỏ đại địch tương lai này cho Bách Hoa Cung. Nói xong câu này, Phượng Hồng không đợi Thiên Hoa Cốt lên tiếng, hát lập tức thân thể khẽ động, trực tiếp đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó song quyền đột nhiên đánh về phía Dương Diệp. Song quyền đi qua đâu,
không gian trực tiếp vặn vẹo biến hình tới đó, thật sự là khiếp người. Một đạo kiếm quang hiện lên. Ầm. Phượng Hồng lui về chỗ, hai mắt Phượng Hồng trợn lên, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ và bất khả tư nghị, bởi vì hắc ám thiết quyền thiên cấp hạ phẩm của nàng ta không ngờ bị một kiếm này của Dương Diệp chém nát. Nhìn kiếm trong tay, Dương Diệp tham lam hít sâu một hơi, tay phải tóm về phía hư không, trong tay lập tức cảm nhận được một cảm giác giạt rào, đó là cảm giác nắm được không gian. Đây là tôn giả cảnh à. Tay phải nhẹ nhàng bóp bóp không gian, Dương Diệp cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn về phía Phượng Hồng ở xa xa, tôn giả cảnh cửu phẩm ư. Giống như là cao không thể với. Tâm niệm khẽ động, kiếm ý sát lục bát trọng quét tới, nháy mắt đã bao phủ Phượng Hồng đó, Phượng Hồng trong lòng kinh hãi, sau đó đồng tử co rút lại, bởi vì Dương Diệp đã đi tới trước mặt nàng ta. Dương Diệp cười dữ tợn, thuấn không kiếm trong tay chém ngang. Phượng Hồng đương nhiên không dám đón đỡ, nói đùa à, kiếm ý sát lục bát trọng, lại là đạo khí, nàng ta làm sao dám đỡ một kiếm này. Ngay lập tức chuẩn bị thối lui, nhưng một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện bốn phía nàng ta, cỗ lực lượng vô hình này giống như một ngọn núi vậy, khiến cho nàng ta có chút không thở nổi, huyền khí trong cơ thể thì lập tức đình trệ, không thể vận chuyển. Mà sau khi cỗ lực lượng vô hình này xuất hiện, kiếm ý trên thuấn không kiếm của Dương Diệp càng trở nên mạnh mẽ hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, ít nhất cũng để thăng gấp 5 lần. Nếu không có lực lượng vô hình đó áp chế nàng ta vẫn có thể tránh thoát được trước tốc độ này. Nhưng hiện tại ở trước mặt tốc độ này, nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thuấn không kiếm trong tay Dương Diệp đâm về phía nàng ta. Thằng nhãi to gan. Trên trời đột nhiên vang lên tiếng hét giận dữ như sấm rền của Thiên Hoa Cốt. Ngay sau đó, một bàn tay cực lớn xuyên qua không gian vỗ xuống Dương Diệp. Dương Diệp nhướng mày, tay lại không hề dựng lại, ngược lại còn tăng thêm mấy phần lực đạo, phù một tiếng, thuấn không kiếm chém qua cổ Phượng Hồng. Phượng Hồng hai mắt trợn trừng, ở chỗ cổ, máu tươi chậm rãi thúa ra, chảy lên quần áo màu đỏ như lửa, để lộ máu tanh cực kỳ yêu diễm. Ngay khi bàn tay cực lớn đó sắp vỗ lên người Dương Diệp, một bàn tay khác xuất hiện, vỗ vào bàn tay đó. Ầm một tiếng, không gian rung chuyển, hai bàn tay khổng lồ ầm ầm tiêu tán. Thiên Hoa Cốt nhìn thoáng qua Thú Hoàng vừa xuất thủ với vẻ oán độc, nói. Thú Hoàng, đế quốc huyền thú ngươi quả thật muốn không chết không ngừng với Bách Hoa Cung ta à? Thú Hoàng lắc đầu, nói. Thiên Hoa Cốt, lúc này nói những điều này thì có ý nghĩa gì chứ? Tốt, tốt. Sắc mặt Thiên Hoa Cốt triệt để trở nên dữ tợn, sau đó nhìn về phía Dương Diệp ở bên dưới, nói. Còn người nữa, người không phải muốn tiêu diệt Bách Hoa Cung, khiến Bách Hoa Cung ta triệt để biến mất trên thế gian sao? Ta hôm nay muốn xem, yêu nghiệt vạn năm năm qua chỉ kém tổ sư kiếm tông như ngươi có thể làm được hay không nhé? Tất cả đệ tử Bách Hoa Cung nghe lệnh, toàn lực xuất thủ tru sát người này, mọi người cùng ra tay. Đây là chính là triệt để vứt bỏ mặt mũi à? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, có điều như vậy càng hợp với ý hắn. Thiên Hoa Cốt vừa dứt lời. Bách Hoa Cung lập tức trở nên sao động, vô số huyền giả bay về phía tòa Bách Hợp Phong mà Dương Diệp đang đứng, không đến mấy hơi thở, trên ngọn núi Dương Diệp đang đứng đã tập hợp hơn vạn cường giả Bách Hoa Cung. Trong đây thấp nhất cũng là vương giả cảnh, còn lại phần lớn đều là linh giả cảnh, mà tôn giả cảnh không ngờ có tới gần 40 người, chỉ có điều phần lớn là tôn giả cảnh ngũ phẩm trở xuống, chỉ có hơn 10 người là huyền giả từ tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Dương Diệp có thể một mình đối kháng với nhiều cường giả như vậy sao? Đương nhiên là không thể, tuy nhiên, hắn cũng không ngốc đến mức đi đối phó với nhiều cường giả như vậy. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, một tấm truyền âm phù bay lên không trung, ầm một tiếng nổ tung. Trước khi đến, hắn đã hẹn với đám người An Nam Tĩnh đang trốn ở gần Bách Hoa Cung, truyền âm phù vừa ra, bọn họ sẽ giết lên Bách Hoa Cung, với thực lực của bọn họ, chỉ khoảng nửa khắc là sẽ tới được đây. Trước khi đến, Dương Diệp hắn đương nhiên đã cho họ trước một món hời. Tâm niệm khẽ động, 200 thanh huyền kiếm phóng lên cao, tâm niệm lại động. U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện, U Minh Quỷ Hỏa khẽ run lên trong không trung, lập tức hóa thành vô số tia lửa phủ lên trên 200 thanh huyền kiếm. Còn chưa hết, một cỗ hồng mang ùa ra, bao phủ lên trên kiếm trận, trong nháy mắt, kiếm trận phát ra những tiếng kiếm vang bén nhọn. Mọi người trong sân biến sắc. Một kiếm giết người, một. Chết hết cho ta. Quát to một tiếng, huyền kiếm trước người Dương Diệp hóa thành từng đạo kiếm quang hạ xuống trong đám người Bách Hoa Cung. Ầm.
Một tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp Bách Hợp Phong, một sóng khí hình nấm bốc lên cao, ngay sau đó, một sóng lửa từ trong sóng khí hình nấm đột nhiên khuếch tán ra, lập tức, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên trên Bách Hợp Phong. Một lúc sau, khói bụi tan đi, hiện trường thi thể đầy rẫy. Trong một kích này của Dương Diệp, đại bộ phận huyền giả linh giả cảnh và tất cả huyền giả vương giả cảnh của Bách Hoa Cung toàn bộ đã bị giết, ước chừng phải tới mấy nghìn người. Tuy một số huyền giả linh giả cảnh còn lại không chết, nhưng cũng phải chịu thương tổn với trình độ khác nhau. Trong đó một số cường giả tôn giả cảnh cũng xuất hiện chút tổn thất. Uy thế của kiếm trận này không ngờ cường hãn tới như vậy. Đệ tử Bách Hoa Cung còn sống nhìn Dương Diệp với vẻ khiếp sợ, giống như nhìn một con quái vật. Đây là do một huyền giả linh giả cảnh nhị phẩm dựa vào ngoại vật để đề thăng tới tôn giả cảnh làm ra sao? Trên trời, sắc mặt Thiên Hoa Cốt âm trầm đáng sợ, trong mắt sát ý chiếu ra. Dương Diệp này tuyệt đối là một tai họa, phải trừ bỏ, bằng không để mặc cho hắn trưởng thành, nhất định sẽ tạo thành uy hiếp chí mạng cho Bách Hoa Cung. Hiện tại đối phương chỉ là dùng bí pháp để đề thăng tới tôn giả cảnh mà đã có thể chế tạo ra huyền kỹ khủng bố như vậy. Nếu hắn trở thành huyền giả tôn giả cảnh chân chính, vậy khi đó trong cùng cấp, Bách Hoa Cung có ai có thể ngăn cản được hắn? Chẳng cần tới lúc đó, cho dù là lúc này, cường giả tôn giả cảnh của Bách Hoa Cung đã không thể chế phục được Dương Diệp rồi. Tư Đồ Hải ở bên cạnh sắc mặt cũng ngưng trọng, hiển nhiên, một kích này của Dương Diệp đã khiến hắn có chút bất ngờ. Không ngờ Nam Vực lại xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy, phải trừ bỏ kẻ này, bằng không, rất có khả năng sẽ trở thành đại địch tương lai của nhân chủ. Tư Đồ Hải thầm quyết định chủ ý ở trong lòng. Không chỉ đám người Tư Đồ Hải và Thiên Hoa Cốt bất ngờ và khiếp sợ, cho dù là đám người Thú Hoàng và Thủy Hoàng lúc này trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng không ngờ Dương Diệp lại có bí pháp cường hành đề thăng tới tôn giả cảnh, hơn nữa còn có thể phát ra một huyền kỹ khủng bố tới vậy. Huyền kỹ Dương Diệp vừa thi triển chỉ sợ không dưới thiên cấp trung phẩm. Hai người Thủy Hoàng và Thú Hoàng nhìn nhau một cái, sau đó mỉm cười, đối với bọn họ mà nói, Dương Diệp càng mạnh, còn bài chưa lật càng nhiều, tất nhiên là càng tốt. Rất nhanh, An Nam Tĩnh và gần 70 tôn giả cảnh, còn có hơn 100 cường giả huyền thú linh cấp chạy tới Bách Hợp Phong. Khi nhìn thấy đống hỗn độn trong sân, người trong lòng cả kinh, đây là Dương Diệp tạo thành à? Ồ, người đã đạt tới tôn giả cảnh rồi sao? An Nam Tĩnh kinh ngạc hỏi. Phải biết rằng, trước khi tới Bách Hoa Cung Dương Diệp vẫn chỉ là linh giả cảnh nhị phẩm mà thôi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Dùng bí pháp để cường hành đề thăng thôi. Được rồi, đừng nhiều lời. Nơi này cường giả nhiều như vậy có thể giết bao nhiêu, kiếm được bao nhiêu đá năng lượng cực phẩm thì dựa vào bản sự của hai bên. Yên tâm, cường giả từ hoàng giả cảnh trở lên sẽ không ra tay với các ngươi đâu, cho nên các ngươi cứ tận tình mà giết chóc. Nghe thấy câu cuối cùng của Dương Diệp, mọi người không cố kỵ nữa, xông tới đám đệ tử Bách Hoa Cung. Ở trong mắt bọn họ, những đệ tử của Bách Hoa Cung này đều là đá năng lượng cực phẩm. Bên Dương Diệp trên nhân số thì kém Bách Hoa Cung rất nhiều, nhưng trên chất lượng thì lại cao hơn Bách Hoa Cung, dù sao bên hắn thấp nhất cũng là linh giả cảnh. Linh giả cảnh đối chiến với cường giả tôn giả cảnh, chỉ cần không phải loại yêu nghiệt đặc biệt, cường giả linh giả cảnh cơ bản là không có sức hoàn thủ. Dù sao không phải ai cũng có thể phá được lồng giam không gian của cường giả tôn giả cảnh như Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Cho nên tuy người bên Dương Diệp ít, nhưng sau một phen giao thủ, bên Bách Hoa Cung đã dần dần rơi xuống hạ phong. Dương Diệp không tham chiến, sau khi trầm mặc đứng yên tại chỗ một lúc thì bay vào sâu trong Bách Hoa Cung. Nhìn thấy phương hướng mà Dương Diệp bay đi, ở trên trời, đồng tử Thiên Hoa Cốt co rút lại, tức giận nói. Tiểu tử ngươi dám! Bởi vì Dương Diệp phương hướng bay đi chính là cấm địa của Bách Hoa Cung, Bách Hoa Mộ. Cái gì là Bách Hoa Mộ? Chính là mộ địa của tổ sư các đời cùng với trưởng lão có uy vọng của Bách Hoa Cung. Những trưởng lão cùng với cung chủ Bách Hoa Cung này vẫn lạc, Bách Hoa Cung sẽ an táng bọn họ. Đây, ở đây, linh hồn của những cường giả Bách Hoa cũng đã chết có thể được yên nghỉ, đồng thời rơi lại vào luân hồi, chuyển thế làm người. Có thể nói thế này, tuy nơi này không có bảo bối gì, cũng không phải là thánh địa tu luyện, nhưng đối với Bách Hoa Cung mà nói, nơi này lại là cấm địa. Dương Diệp bay vào đây, đám người Thiên Hoa Cốt đương nhiên sẽ không cho rằng hắn là muốn tới tế bài lịch đại cùng chủ của Bách Hoa Cung. Điều hắn muốn làm, kẻ ngốc cũng biết không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu để Dương Diệp xâm nhập vào đây, đồng thời phá hoại nơi này,
vậy Bách Hoa Cung không chỉ mất hết mặt mũi, ngay cả thiên hoa cốt nàng ta cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Bách Hoa Cung. Đám đệ tử Bách Hoa Cung dường như cũng biết Dương Diệp của Dương Diệp, rất nhanh, một đệ tử Bách Hoa Cung chắn trước người Dương Diệp, Dương Diệp không nói nhiều, một kiếm chém ra, kiếm ý sát lục bát trong cộng với thuần không kiếm, đệ tử này còn chưa kịp xuất thủ thì đã trực tiếp đầu và thân mỗi thứ một nơi. Sau khi giết đệ tử này, tốc độ của Dương Diệp không giảm, bay vút về phía Bách Hoa Mộ. Thiên đường đi, vô số đệ tử Bách Hoa Cung không ngừng lao ra ngăn cản Dương Diệp, nhưng mà cơ bản đều bị Dương Diệp một kiếm giết chết. Dương Diệp lúc này tay cầm thuần không kiếm, kiếm ý sát lục bát trọng, cộng với kiếm vực, cơ bản đã tả thuộc về loại tồn tại vô địch trong cùng cấp. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Bách Hoa Mộ, trong một sơn cốc của Bách Hoa Mộ, ở cửa sơn cốc, một nữ tử váy xanh đang lẳng lặng đứng đó, tay cầm hai thanh trường kiếm. Thu tay đi còn kịp. Nữ tử váy xanh trầm giọng nói. Ngươi nếu muốn báo thù cho mẫu thân ngươi thì ngươi lúc này đã làm được rồi. Ngươi nên biết, ngươi những tiêu diệt cả Bách Hoa Cung là điều không thể, ít nhất hiện tại là không thể. Ngươi nếu hiện tại thu tay, thù hận giữa hai bên chúng ta có lẽ còn có cơ hội hóa giải. Nhưng ngươi nếu dám bước vào Bách Hoa Mộ này, vậy thì hai bên chúng ta sẽ thật sự trở thành không chết không ngừng. Một kiếm rất ngươi. Hai. Thu tay ư, không chết không ngừng á. Nghe thấy lời nói nữ tử, Dương Diệp tức giận tới bật cười. Từ thời khắc mẫu thân ta chết đi, ta và Bách Hoa cũng đã là không chết không ngừng. Thu tay à, điều đó chắc chắn là không thế. Nghe nói bên trong Bách Hoa Mộ này mai táng tố sư của Bách Hoa Cung ngươi, Dương Diệp ta rất muốn xem thứ đó là dạng người gì mà định ra cung quy vô nhân đạo như vậy. Chắc hẳn ngươi cũng không định tránh đường đâu, nếu đã như vậy thì ngươi đi chết đi. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, nháy mắt đã đi tới trước mặt nữ tử váy xanh, nữ tử váy xanh như đã đoán trước, vào giây phút Dương Diệp động thân, người nàng ta đã rung khẽ, sau đó hóa thành vô số cánh hoa biến mất tại chỗ, lập tức, hai đạo kiếm quang xuất hiện phía sau Dương Diệp một cách quỷ dị. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hai đạo kiếm quang, thuấn không kiếm đột nhiên chém vào hư không trước mặt. Đồng tử nữ tử váy xanh xuất hiện sau lưng Dương Diệp có rút lại. Có điều phản ứng của nàng ta cũng không chậm, song kiếm hợp bích chắn trước người. Keng! Nữ tử váy xanh trực tiếp cả người bay ngược ra ngoài. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ bất ngờ, nữ tử trước mắt chỉ là linh giả cảnh thất bát trọng mà không ngờ có thể ngăn cản được thuấn không trong tay hắn, vừa nghĩ một cái Dương Diệp liền hiểu ra. Bởi vì kiếm trong tay nữ tử này chắc không phải là phàm vật, bằng không với uy lực của thuấn không kiếm, cho dù đối phương là địa cấp. Thậm chí là thiên cấp hạ phẩm ngươi tuyệt đối chịu một kiếm là gãy. Lắc đầu, Dương Diệp chuẩn bị vung kiếm thì đúng lúc này, một phụ nữ trung niên xuất hiện phía trước Dương Diệp, chắn trước người nữ tử váy xanh đó. Tôn giả cảnh cửu phẩm. Dương Diệp dùng mình, thầm nghĩ không hổ là đại tông môn, không ngờ lại xuất hiện thêm một cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm. Phụ nữ trung niên lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Tĩnh Trúc, ngươi lui ra. Kẻ này đã là vô địch trong cùng cấp, người muốn khiêu chiến vượt cấp với hắn là không có khả năng, đừng có hy sinh vô ích. Nữ tử váy xanh tên là Tĩnh Trúc trầm ngâm một thoáng, sau đó gật đầu, nhìn Dương Diệp một cái rồi xoay người bỏ đi. Không ngờ Bách Hoa Cung ta lại bị ngươi bước đến hoàn cảnh như thế này, không thể không nói, Bách Hoa Cung ta lần này cho dù tru sát được ngươi thì thanh danh ở Nam Vực cũng nhất định sẽ xuống dốc không phanh. Phụ nữ trung niên chậm rãi nói. Không thể không nói, Phượng Ngọc thật sự sinh ra một đứa con giỏi. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Thanh danh của Bách Hoa Cung, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, sau này Nam Vực này sẽ không còn Bách Hoa Cung nữa. Cho dù hôm nay không diệt được Bách Hoa Cung, nhưng rồi sẽ có một ngày ta có thể diệt được Bách Hoa Cung. Chỉ cần ta không chết, ta sẽ giết hết đệ tử của Bách Hoa Cung, cho đến khi thế gian này không còn đệ tử Bách Hoa Cung nữa. Dứt lời. Dương Diệp cũng không nói nhiều, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, cửu u kiếm vũ vỗ mạnh, mang theo một cỗ cuồng phong trong nháy mắt đã tới trước người phụ nữ trung niên. Kiếm chi lĩnh vực. Quát lớn một tiếng, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, thuấn không kiếm trong tay đột nhiên chém một phát về phía phụ nữ trung niên. Bị kiếm vực áp chế, phụ nữ trung niên nhướng mày, khi nhìn thấy thuấn không kiếm của Dương Diệp chém tới, phụ nữ trung niên nheo mắt, không dám có chút lơ là. Chân phải đột nhiên dậm vào hư không, không gian lập tức xuất hiện một hố to đen xì, lập tức cả người chui vào bên trong cái hố đó. Ngay sau đó,
Một quyền đầu khổng lồ to tới mấy chục trượng từ bên phải Dương Diệp ầm ầm đánh tới. Có điều khi tiến vào trong phạm vi cách Dương Diệp 10 trượng thì quyền đầu lập tức ngừng lại, sau đó thì ầm một tiếng vỡ tan. Dương Diệp xoay người nhìn về phía phụ nữ trung niên cách trăm trượng ở bên phải, hắn không ngờ, đối phương có thể dẫy ra khỏi kiếm vực của hắn. Phụ nữ trung niên trước mắt này so với nữ tử váy đỏ tôn giả cảnh cửu phẩm lúc trước thì rõ ràng là mạnh hơn nhiều. Đây là kiếm chi lĩnh vực à? Phụ nữ trung niên thần sắc ngưng trọng, nói. Quả nhiên không tầm thường. Có kiếm vực này, huyền giả trong cùng cấp muốn giết ngươi cơ bản là không thể. Xem ra cho dù là đồng quy vu tận cũng phải chảm sát ngươi ở đây, bằng không, tương lai Bách Hoa cung ta nhất định sẽ đúng như lời ngươi nói, bị ngươi tiêu diệt. Nói nhảm ít thôi. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai cánh sau tương thu tại, cửu U Hàn Phong bồng bềnh trước mặt hắn. Ngay sau đó, U Minh Quỷ Hỏa và Thanh Vân Tử Điện xuất hiện, ba thiên địa linh vật xuất hiện, mọi người trong sân đều khiếp sợ. Cửu U Hàn Phong, Thanh Vân Tử Điện, tựa này hẳn là U Minh Quỷ Hỏa, ba loại thiên địa linh vật, hắn không ngờ thật sự có ba loại thiên địa linh vật. Trên thiên không, trong mắt Thiên Hoa Cốt đầy vẻ khiếp sợ, loại thiên địa tỉnh vật này, người bình thường cả đời cũng không thể nhìn thấy, mà hiện tại xuất hiện ở trong tay một huyền giả linh giả cảnh, hơn nữa vừa xuất hiện chính là ba thứ. Ông trời ơi, sao ông hậu đãi hắn đến vậy? Ba thiên địa linh vật xuất hiện, dưới sự khống chế của Dương Diệp. Nhanh chóng hợp thành một thanh kiếm từ thiên địa linh vật tạo thành chỉ thắng vào phụ nữ trung niên trong mắt đang đầy vẻ khiếp sợ đói. Một kiếm giết ngưa. Trong sân vang lên giọng nói đầy khí phách của Dương Diệp. Bách Hoa Mộ, một. Một kiếm giết ta. Phụ nữ trung niên sững sờ, sau đó điên cuồng cười lớn, cười một lát, sắc mặt phụ nữ trung niên dữ tợn nói. Tốt, rất tốt, thiên vũ ta hôm nay muốn nhìn người làm sao dùng một kiếm giết ta. Tay phải vung lên, huyền khí trong cơ thể tuôn ra ngoài, trước mặt Thiên Vũ lập tức ngưng kết một thanh liên cự thuẫn. Đây là huyền kỹ phòng ngự thiên giai hạ phẩm của Bách Hoa Cung, tên Thanh Liên Chấn Thủ. Do nàng thi triển ra, cho dù là huyền kỹ thiên giai trung phẩm cũng không thể dung chuyển. Phía sau cự thuẫn, trên mặt Thiên Vũ tràn đầy khinh thường cùng châm chọc. Một kiếm giết nàng, đối phương cho rằng mình là tổ sư kiếm tông sao? Đúng là buồn cười. Dương Diệp duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm do cửu U Hàn Phong biến hóa, hắn đạp mạnh một cái, thân thể lao đi như mũi tên, khoảng cách trăm trượng tới ngay lập tức, cũng đã tới trước mặt Thiên Vũ, hắn không chút do dự, Dương Diệp thi triển kiếm vực, sau đó hắn đâm một kiếm vào thanh. Liên cự thuẫn. Keng. Trong không khí sinh ra tiếng nổ vô cùng to lớn. U Minh Quỷ Hỏa biến ảo mũi kiếm dừng lại trên thanh liên cự thuẫn, nhìn thấy một màn này, Thiên Vũ khinh thường càng đậm, nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy Dương Diệp xoay tròn, thanh liên cự thuẫn của nàng lập tức vỡ vụn, ngay sau đó, một tiếng oanh vang lên. Thiên Vũ kinh hãi gần chết, nàng vừa định rút đi, nhưng đã không kịp, kiếm trong tay Dương Diệp cầm chính là thiên địa linh vật biến ảo mà thành nên uy lực cực mạnh, một đạo kiếm quang cũng đâm xuyên qua ngực Thiên Vũ. Đôi mắt Thiên Vũ vẫn mở to, hình như nàng còn có chút không tin nàng chết như vậy. Bờ môi khẽ mở ra, dường như nàng muốn nói điều gì đó. Nhưng mà lúc này có một thanh kiếm lóe sáng, sau đó đầu của nàng trực tiếp bay lên cao, nàng muốn nói chuyện cũng không được. Sau Sekahi dùng một kiếm chém giết Thiên Vũ, sắc mặt Dương Diệp tái nhợt hơn trước, là tái nhợt theo kiểu có bệnh. Sau khi đáp xuống đất, Dương Diệp thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Tuy nhiên hắn lúc này đã là tôn giả cảnh, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào ngoại lực tăng lên, mà không phải tôn giả cảnh chân chính. Lúc trước nhiều lần tiêu hao huyền khí quá độ. Hiện tại lại thi triển một chiêu thiên địa nhất kiếm, trực tiếp tiêu hao sạch huyền khí trong cơ thể của hắn. Không chỉ có như thế, hiện tại hắn cảm giác thân thể đã rất mỏi mệt, đại não như bị rót trì, vô cùng nặng nề. Hắn biết rõ, nếu như tiếp tục dông dài như vậy, không cần người Bách Hoa Cung giết hắn, hắn cũng phải chết. Lắc đầu, Dương Diệp xuất ra một khối năng lượng thạch siêu phẩm bắt đầu hấp thu. Bất kể như thế nào. Hôm nay hắn nhất định phải đem hủy diệt mộ tổ sư của Bách Hoa Cung, hắn muốn nổ tung mộ tất cả tổ sư của Bách Hoa Cung. Nếu các nàng đã thành lập quy củ muốn mẫu thân của hắn chết, vậy hắn cũng làm cho các nàng chết không nhắm mắt. Trên hư không, nhìn thấy Thiên Vũ đã chết, đôi mắt Thiên Hoa Cốt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt, sát ý như hóa thành thực chất, không gian chung quanh nàng nhộn nhạo như nước. Thiên Vũ là người có hy vọng nhất tiến vào hoàng giả cảnh. Mà bây giờ đã chết. Sớm biết như vậy,
không nên bảo nàng xuất quan ngăn cản tiểu tạp chủng này, thực không nên a. Lúc này, trong nội tâm Thiên Hoa Cốt đã nhỏ máu. Thiên Hoa Cốt nhìn về phía Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng, oán độc trong mắt có thể nhìn thấy rõ ràng, nếu như không phải hai người này, muốn giết Dương Diệp chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Cũng chính bởi vì hai người này, nàng mới không cách nào cứu mạng của Thiên Vũ, so sánh với Dương Diệp, nàng càng hận Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng. Thiên Hoa Cốt cuối cùng vẫn không có lựa chọn động thủ, bởi vì động thủ không có ý nghĩa. Hơn nữa lúc này cũng không cần động thủ. Đệ tử Bách Hoa Cung nghe lệnh, toàn lực chu sát Dương Diệp, kẻ này hiện tại tiêu hao sạch sẽ huyền khí trong cơ thể, bọn ngươi không cần cố kỵ, toàn lực ra tay, ai chu sát kẻ này trực tiếp thăng làm đệ tử chân truyền, thưởng một kiện huyền bảo thiên giai trung phẩm, 10 viên năng lượng thạch cực phẩm. Được huyền khí gia trì, giọng nói của Thiên Hoa Cốt truyền khắp toàn bộ Bách Hoa Cung. Chính mình chỉ trị giá một kiện huyền bảo thiên giai trung phẩm và 10 viên năng lượng thạch cực phẩm. Nghe được Thiên Hoa Cốt nói, Dương Diệp cười lạnh, xem ra Bách Hoa Cung trừ ra mặt dày ra, còn rất nghèo. Đối với Dương Diệp mà nói là rất nghèo, nhưng đối với những đệ tử Bách Hoa Cung mà nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Đặc biệt là huyền bảo thiên giai trung phẩm, đây chính là thứ cả đời các nàng chưa từng thấy qua. Các nàng có thể không động tâm sao? Động tâm thì hành động. Trọng thường tất có dũng phu, rất nhanh, rất nhiều đệ tử Bách Hoa Cung không dây dưa với đám người An Nam Tĩnh, bọn học cùng xông về phía Dương Diệp. Nhìn thấy đệ tử Bách Hoa Cung đang lao về phía mình, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, hai tay hơi động một chút, long trảo xuất hiện trên hai tay. Lúc này huyền khí trong cơ thể hắn thật sự chưa khôi phục lại, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không có chiến lực. Không có huyền khí, thân thể hắn cũng có thể giết người. Chân phải đạp mạnh xuống đất. Dương Diệp xông về phía đệ tử Bách Hoa Cung, sau đó long trào không ngừng vung mạnh, phàm huyền giả Bách Hoa Cung là bị hắn bắt được, không chết tức tổn thương. Mà chính hắn lại buông tha chống cự, tùy ý đệ tử Bách Hoa Cung dùng huyền kỹ đánh tên người mình. Khi từng đệ tử Bách Hoa Cung ngã xuống dưới long trào của Dương Diệp, sắc mặt đám người Thiên Hoa Cốt càng khó nhìn. Các nàng không nghĩ tới phòng ngự cùng lực lượng thân thể của Dương Diệp lại mạnh như vậy, hắn lại yêu nghiệt cỡ nào. Hắn đạt tới tôn giả cảnh. Trong tôn giả cảnh có ai giết được hắn? Thiên Hoa Cốt cùng Thiên Niệm từ lúc này thật sự hối hận lúc trước xử tử Phượng Ngọc, nếu như không giết Phượng Ngọc thì đặc xá tội của nàng, khi đó Bách Hoa Cung cũng có thêm một yêu nghiệt tuyệt thế. Cho dù không tha miễn tội, dùng nàng áp chế Dương Diệp cũng tốt. Mà bây giờ, Phượng Ngọc vừa chết, Dương Diệp đã không còn cố kỵ. Tóm lại, từ khi vừa mới bắt đầu, bọn họ nên xem trọng Dương Diệp. Nhưng đáng tiếc, từ khi bắt đầu tới giờ, bọn họ luôn xem thường Dương Diệp, cho là hắn yêu nghiệt cỡ nào, muốn tiêu diệt hắn cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Mà bây giờ sự thật nói cho các nàng biết, các nàng từng xem hắn như con sâu cái kiến, hiện tại hắn đã tạo thành uy hiếp cực kỳ khủng bố. Thú Hoàng, huyền thú đế quốc của người có quan hệ không tệ với tiểu tử này sao? Bên cạnh, đột nhiên Thủy Hoàng nói, sau khi biết được mục tiêu của huyền thú đế quốc là tiến quân yêu vực, Thủy Hoàng không có địch ý với huyền thú đế quốc, bởi vì lợi ích của bọn họ không có xung đột, trái lại, song phương còn có rất nhiều điểm có thể hợp tác. Thú Hoàng nhìn Thủy Hoàng, sau đó khẽ mỉm cười nói. Khá tốt, kẻ này khác với nhân loại khác, không giống những nhân loại khác căm thù huyền thú đế quốc của ta, lại có quan hệ tốt với một ít huyền thú trong huyền thú đế quốc. Đương nhiên, hắn cũng có quan hệ không tệ với Hoàng thất, đáng tiếc ta không có cháu gái giống Thủy Hoàng ngươi. Nghe vậy, Thủy Hoàng cười nói. Đê dấu lớn. Kẻ này cực kỳ trọng tình, nhà đầu Tịch Nguyệt đi theo hắn, ta tin tưởng hắn sẽ không cô phụ nàng. Lý Tư bên cạnh lắc đầu cười khẽ, nàng hiện tại đã biết tại sao hôm qua Thủy Hoàng lại sắc phong Tần Tịch Nguyệt và mẫu thân của nàng, thì ra là bởi vì Dương Diệp. Vào ngày hôm qua, Thủy Hoàng đột nhiên sắc phong Tần Tịch Nguyệt thành Minh Nguyệt công chúa, cũng ban thưởng một kiện huyên bảo thiên giai trung phẩm. Từ đó cũng cho phép nàng tiến vào huyền kỹ các của Đại Tần Hoàng Thất. Tất cả mọi người không hiểu tại sao Thủy Hoàng làm như vậy, ngay cả Lý Tư hắn cũng không phải rất rõ ràng, dù sao Tần Tịch Nguyệt chỉ là công chúa bình thường mà thôi, mẫu thân của nàng cũng chỉ là cung nữ bình thường. Công chúa như Tần Tịch Nguyệt chỉ có địa vị cao hơn cung nữ một ít mà thôi. Thủy Hoàng lại phong Tần Tịch Nguyệt thành công chúa, việc này nhìn thế nào cũng có vấn đề. Hiện tại, không có vấn đề. Thì ra Minh Nguyệt công chúa có quan hệ với Dương Diệp. Phía dưới, Dương Diệp điên cuồng giết người, đôi tay của hắn nhuốm đầy máu tươi,
trên đỉnh đầu của hắn, huyết sát châu không ngừng hấp thu huyền khí của những người chết. Không đến nửa canh giờ, Dương Diệp đã giết mấy trăm đệ tử Bách Hoa Cung, huyết sát châu hấp thu nhiều huyết khí như vậy, nó càng đỏ rực và chói mắt hơn trước. Nhưng mà đệ tử Bách Hoa Cung lại giết không bao giờ hết, diệt không dứt, bởi vì vô số đệ tử Bách Hoa Cung liên tục từ các ngọn núi khác xông tới, giết 100 lại tới 200. Không đến một giờ, Dương Diệp bắt đầu lâm vào hạ phong. Dù sao bọn họ không tới 200 người, mà đệ tử Bách Hoa Cung không ngừng xuất hiện, so sánh với nhau, đương nhiên là hắn lâm vào hạ phong. Tiếp tục như vậy không ổn. An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp, trầm giọng nói. Nàng không sợ các đệ tử Bách Hoa Cung, nhưng nàng không thể không suy nghĩ thay cường giả An ra phía sau. Tiếp tục như vậy, những người này có khả năng chết tại nơi này. Dù sao một ít người như bọn họ không thể tiêu diệt một tông môn. Bành! Một trường đập nát đầu cường giả Bách Hoa Cung, Dương Diệp dừng lại, hắn liếc mắt nhìn bốn phía, khi nhìn thấy người bên mình lâm vào hạ phong, Dương Diệp cau mày, trầm ngâm một lát, sau đó nói. Thay ta trụ vững nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ sau, mọi người rút lui, có thể. Ngươi muốn làm điều gì? An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nói. Tự nhiên là muốn cho Bách Hoa Cung một giáo huấn khó quên, ta muốn các nàng mất hết mặt mũi tại Nam Vực. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, thân hình khẽ động, hắn bay vút vào trong Bách Hoa Mộ. Trên hư không, nhìn thấy Dương Diệp tiến vào Bách Hoa Mộ, Thiên Hoa Cốt biến sắc, nàng lập tức giận dữ hét lớn. Đệ tử Bách Hoa Cung, nhanh chóng ngăn hắn. Nếu để cho Dương Diệp xâm nhập Bách Hoa Mộ, hơn nữa phá hư bên trong, thanh danh của Bách Hoa Cung sẽ bị hủy. Mà Thiên Hoa Cốt nàng cùng đệ tử Bách Hoa Cung sẽ trở thành tội nhân của Bách Hoa Cung. Những đệ tử Bách Hoa Cung cũng biết sự việc nghiêm trọng, bọn họ lập tức dây dưa với đám người An Nam Tĩnh, toàn bộ phát điên đuổi theo Dương Diệp, vài tên cường giả tôn giả cảnh trực tiếp xé rách không gian, dùng bí thuật xuyên qua không gian đi ngăn cản Dương Diệp. Thuấn tức vạn lý. Dương Diệp đột nhiên quát lớn, sau khi được Cửu U kiếm vũ cùng thuấn tức vạn lý gia trì, Dương Diệp hóa thành một tia sáng lao thẳng vào trong Bách Hoa Mộ. Nhưng mà Dương Diệp vừa tiến vào trong mộ, chẳng biết tại sao hắn bắn ngược ra ngoài, khóe miệng Dương Diệp còn xuất hiện một vết máu tươi. Hủy mộ, một. Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một lão phụ tóc bạc bước ra khỏi mộ. Lão phụ với mái tóc bạc trắng và gương mặt đầy nếp nhăn. Nhìn bà ta cực kỳ già nua. Nhưng mà lão phụ này vừa xuất hiện, sắc mặt đám người thủy hoàng cùng thú hoàng thay đổi, bởi vì lão phụ này là cường giả hoàng giả cảnh. Lúc này bọn họ và Bách Hoa Cung đều có cường giả hoàng giả cảnh ngang nhau, Bách Hoa Cung có thêm một cường giả hoàng giả cảnh, không thể nghi ngờ đã đẩy bọn họ vào hoàn cảnh xấu. Tình huống rất không ổn. Nhìn thấy lão phụ, Thiên Hoa Cốt thở ra một hơi, nhưng rất nhanh, không biết nguyên nhân gì, sắc mặt các nàng càng ngưng trọng. Dương Diệp bò dậy, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi lần nữa. Lau lau máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt Dương Diệp càng khó coi, hắn không nghĩ tới trong Bách Hoa Mộ còn có một cường giả hoàng giả cảnh. Nếu lúc trước không có nhân hoàng giáp thay hắn ngăn cản đại bộ phận lực đạo, chỉ sợ hắn đã bị lão phụ đánh thành bột mịn. Cường giả hoàng giả cảnh rất cường hãn. Dương Diệp thở một hơi thật dài, hắn biết rõ, lúc này, hắn căn bản còn không cách nào đối kháng với cường giả hoàng giả cảnh. Ánh mắt lão phụ nhìn bốn phía, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn chung quanh, khóe miệng lão phụ xuất hiện một nụ cười mỉa mai, nói. Không nghĩ tới Bách Hoa Cung cũng có hôm nay, thật sự không nghĩ tới. Đường đường Bách Hoa Cung lại bị người ta lấn tới tận cửa, thật sự là buồn cười, thật là đáng buồn. Trên hư không, Thiên Hoa Cốt trầm giọng nói. Sư tỷ, không nên gọi ta là sư tỷ. Lão phụ khoát khoát tay nói. Lờ Đao Phụ đã không phải là đệ tử Bách Hoa Cung, Thiên Hoa Cốt ngươi nên biết rõ mới đúng. Ta không dám đảm đương hai chữ sư tỷ. Thiên Hoa Cốt cau mày, sau đó xê thấp giọng thở dài nói. Sư tỷ, bất kể như thế nào, ngươi đã từng là đệ tử Bách Hoa Cung, hôm nay Bách Hoa Cung gặp đại nạn, chẳng lẽ ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu như Bách Hoa Cung bị diệt, sư phụ trên trời có linh thiêng sẽ cao hứng sao? Ân oán giữa ta và ngươi tạm thời buông xuống. Chúng ta nên liên thủ đối địch, như thế nào? Sư phụ! Lão phụ lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nói. Nàng có cao hứng hay không thì liên quan gì tới ta? Thiên Hoa Cốt, chẳng lẽ ngươi quên năm đó nàng đối đãi với tướng công và hài tử của ta thế nào?
Chẳng lẽ ngươi quên nàng ép ta phát lời thề độc thế nào, vĩnh viễn phải ở lại trong Bách Hoa mộ sám hối với các tổ sư Bách Hoa cung? Thiên Hoa Cốt trầm mặc. Ngươi là Thiên Nhạn. Lúc này, đột nhiên Thủy Hoàng nói. Không nghĩ tới người vẫn chưa chết, lại còn tấn thăng đến hoàng giả cảnh, quả nhiên làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Nhạn, đó là người cùng thời đại với bọn họ, năm đó cũng là thiên tài nam vực, cũng bị Bách Hoa cung chỉ định vị trở thành cung chủ kế tiếp. Nhưng mà đối phương lại yêu mến một nam nhân, hơn nữa còn sinh con với nam nhân này, cung chủ Bách Hoa cung lúc ấy biết được đã giận dữ, tự mình ra tay bắt tướng công và con của nàng trở về Bách Hoa cung. Từ nay về sau, này Thiên Nhạn không còn xuất hiện trong nam vực. Rất nhiều người đều cho rằng nàng đã bị cung quy Bách Hoa cung xử tử, kể cả Thủy Hoàng cũng cho rằng như thế, nhưng không nghĩ tới, đối phương không chỉ không chết, còn tấn thẳng đến hoàng giả cảnh. Nhưng cũng khá tốt, người này có oán khí rất lớn với Bách Hoa cung. Lão phụ tên là Thiên Nhạn lạnh lùng nhìn Thủy Hoàng, sau đó nói. Thủy Hoàng, không nghĩ tới người thật sự ra tay với thế lực tông môn. Ân, còn có Thú Hoàng, thật không nghĩ tới, các ngươi lại liên thủ. Đến này, đột nhiên Thiên Nhạn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi cũng làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, chúng một trưởng của ta vẫn còn sống, thật sự là hậu sinh khảo ý. Ngươi tránh ra hay muốn ngăn cản ta? Dương Diệp đối mặt với đối phương, trong mắt không có nửa phần sợ hãi, đây là mộ các đời cung chủ Bách Hoa cung, hôm nay hắn phải đào nó lên. Không ai có thể ngăn cản hắn được. Thiên Nhạn cau mày, nói. Ngươi rất có lòng tin vào mình. Không cho sao. Dương Diệp thở một hơi thật dài, hắn đang chuẩn bị kêu gọi Bạch Long, đúng lúc này, đột nhiên Thiên Nhạn nói. Tuy ta cũng ước gì ngươi diệt Bách Hoa cung, nhưng đáng tiếc, ta từng phát lời thề, ta phải ở trong Bách Hoa mộ sám hối, hơn nữa thủ hộ Bách Hoa mộ. Bách Hoa cung, chỉ cần ngươi không động tới nơi này, nơi khác tùy ngươi. Nghe được Thiên Nhạn nói thế, sắc mặt đám người Thiên Hoa cốt trầm xuống, mà đám người Thủy Hoàng cũng vui vẻ. Nhưng Dương Diệp lại lắc đầu, nói. Thật có lỗi, mộ tổ sư các đời Bách Hoa cung phải bị ta đào lên. Thiên Nhạn nheo mắt, sau đó nàng lạnh lùng nói. Vậy người dùng át chủ bài đi. Dương Diệp lắc đầu, vào lúc hắn chuẩn bị kêu gọi Bạch Long, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Người đã muốn đào mộ các đời tổ sư Bách Hoa cung, vậy thì đào đi, người này, ta sẽ ngăn cản giúp ngươi. Giọng nói vừa dứt, Hiểu Thiên Cơ đã xuất hiện. Cường giả hoàng giả cảnh. Sắc mặt đám người Thiên Hoa cốt thay đổi, các nàng không nghĩ tới Dương Diệp còn có cường giả hoàng giả cảnh giúp đỡ, mà cường giả hoàng giả cảnh này ít nhất cũng là hoàng giả cảnh ngũ phẩm. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng nhìn nhau, hai người cũng nhìn thấy khiếp sợ trong mắt đối phương, hiển nhiên, hai người cảm thấy ngoài ý muốn khi Hiểu Thiên Cơ xuất hiện. Dương Diệp cũng ngạc nhiên không nhỏ, tuy Hiểu Thiên Cơ đã muốn trợ giúp hắn một tay, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương thực đi theo hắn đến Nam Vực. Hơn nữa còn ra tay giúp hắn vào lúc này. Bất kể như thế nào, việc này rất tốt. Dương Diệp thi lễ với Hiểu Thiên Cơ, sau đó lại đi vào trong Bách Hoa mộ. Sắc mặt Thiên Nhạn âm trầm như nước, nàng không có động thủ, chỉ có thể mặc cho Dương Diệp đi vào bên trong Bách Hoa mộ, bởi vì cho dù động thủ cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì người vừa xuất hiện tại nơi này có thực lực hơn xa nàng, nếu động thủ cũng chỉ tự rước lấy nhục. Nhìn Dương Diệp đi vào trong Bách Hoa mộ, sắc mặt Thiên Hoa cốt và các đệ tử Bách Hoa cung càng dữ tợn đáng sợ, nếu như mộ tổ của Bách Hoa cung bị Dương Diệp phá hư, Bách Hoa cung ngày sau không có mặt mũi nào tại Nam vực. Chỉ sợ không ai tại Nam vực lựa chọn gia nhập Bách Hoa cung, mà các nàng là đệ tử Bách Hoa cung cũng không thể ngẩng mặt nhìn các đệ tử tông môn khác. Dương Diệp, ngươi thắng. Đúng lúc này, đột nhiên Thiên Hoa cốt nói. Nếu như ngươi lúc này thu tay lại, Bách Hoa cung ta nguyện ý bồi thường cho ngươi. Cho dù tha thứ tội danh của mẫu thân ngươi, thay nàng tìm lại chính danh cũng không phải không thể. Nếu như ngươi còn không hài lòng, Bách Hoa cung ta nguyện ý đền bù tổn thất cho ngươi 50 viên năng lượng thạch cực phẩm. Lúc nói ra lời này, trong lòng Thiên Hoa cốt rất biệt khuất, nhưng nàng đã không có biện pháp. Cho dù như thế nào, cũng không thể nhìn Dương Diệp phá hư Bách Hoa mộ, việc này quan hệ tới tôn nghiêm của Bách Hoa cung. Thu tay lại, bồi thường, 50 viên năng lượng thạch cực phẩm. Dương Diệp cười lớn, cổ tay hắn khẽ động, hơn 100 viên năng lượng thạch cực phẩm xuất hiện trên mặt đất, nói. Ta cho ngươi 100 viên năng lượng thạch cực phẩm, bảo ngươi hủy đi mộ tổ Bách Hoa cung các ngươi, như thế nào? Nếu như không đủ, ta
ta cho ngươi 200 viên, như thế nào? Tốt, rất tốt, rất tốt. Thiên Hoa Cốt bị tức giận không nhẹ, sát ý trong mắt như hóa thành thực chất, nói. Dương Diệp, từ nay về sau, Bách Hoa Cung ta sẽ không chết không thôi với người. Kể từ hôm nay, nhiệm vụ thứ nhất của các đệ tử Bách Hoa Cung chính là tru sát người. Kể từ hôm nay, ta... Nhưng mà Dương Diệp đã không tâm tình tiếp tục nghe nàng nói nhảm, thân hình khẽ động, hắn đã tiến vào bên trong Bách Hoa Mộ, việc này càng làm Thiên Hoa Cốt tức điên lên. Tất cả đệ tử Bách Hoa Cung động thủ. Thiên Hoa Cốt không hề cố kỵ, thân thể thiên niệm bên cạnh nàng cũng di chuyển, nàng ướt nhanh về phía Dương Diệp, nhưng vào thời khắc hai người động thủ, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng đã ra tay ngăn cản, ngăn ở trước mặt hai nàng. Lúc này đám người Thiên Hoa Cốt sẽ không suy nghĩ động thủ có ý nghĩa hay không. Các nàng chỉ biết rằng, nếu mộ tổ bị người ta hủy đi thì không xong. Cho nên bọn họ xuất kích rất điên cuồng. Lúc này, toàn bộ Bách Hoa Cung phát ra âm thanh nổ mạnh. Sau khi tiến vào Bách Hoa Mộ, Dương Diệp đã triệu hồi Thanh Vân Tử Điện cùng với U Minh Quỷ Hỏa, hắn nhất định phải cẩn thận, ai biết trong Bách Hoa Mộ còn có cường giả nào khác hay không. Trong Bách Hoa Mộ đều do cánh hoa tạo thành, phía trước Dương Diệp chính là không gian to lớn mấy ngàn trượng, trong không gian này, mỗi cách tầm hơn 10 trượng sẽ có quan tài do cánh hoa tạo thành. Thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn đi tới trước một quan tài, trường kiếm đánh bay nắp quan tài. Trong quan tài là một nữ tử dung mạo cực đẹp nhưng đã không có sinh cơ, không có khí tức, chỉ có thân thể bảo tồn hoàn hảo, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt giống như một người sống. Dương Diệp không có hứng thú nhìn tử thi, ánh mắt nhìn sang các nơi khác, hắn nhanh chóng chú ý tới trung tâm nơi này. Tại đó có quan tài phớn hơn các quan tài khác, hơn nữa nơi này do một cánh hoa tạo thành bình đài. Thân thể Dương Diệp di chuyển lên bình đài, lúc hắn nhìn thấy tấm bia đá bên cạnh quan tài, Dương Diệp cười dữ tợn. Trên tấm bia đá viết, Mục Hàn San, người sáng lập Bách Hoa Cung, Tổ sư Bách Hoa Cung. Phía sau là một ít câu chuyện của Tổ sư Bách Hoa Cung, cùng với một ít giới thiệu, nhưng Dương Diệp không có hứng thú xem tiếp, đối với hắn mà nói. Chỉ cần xác nhận đây là mộ tổ sư Bách Hoa Cung già đủ rồi. Trường kiếm hắn đánh bay nắp quan tài lần nữa, không cảm thấy ngoài ý muốn, dễ dàng. Dương Diệp đi đến bên cạnh quan tài, nhưng trong quan tài trống rỗng không có gì. Chẳng lẽ tổ sư Bách Hoa Cung đã xông qua thiên đường, biến mất trên thế gian này? Mà cái gọi là quan tài chính là đệ tử Bách Hoa Cung làm ra tượng trưng, từ đó để mọi người tế bái. Dương Diệp cau mày nói thầm. Rất nhanh. Dương Diệp lắc đầu, thân hình khẽ động, hắn đi tới quan tài khác, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh, lúc này trong mắt hắn sinh ra một tia điên cuồng, U Minh Quỷ Hỏa bộc phát, rất nhanh, U Minh Quỷ Hỏa đã hóa thành biển lửa và bao phủ Bách Hoa Mộ vào trong. Không, bên ngoài là tiếng gào thét như bệnh tâm thần của Thiên Hoa Cốt. Nhân chủ, một, rất nhanh, Bách Hoa Mộ biến thành biển lửa. Vô số đệ tử Bách Hoa Cung ngây ra như phỗng, mộ tổ của Bách Hoa Cung bị người ta phá hủy. Lúc này các nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ đang bồi hồi. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng nhìn nhau, trong mắt đều mang theo khiếp sợ, hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp thật sự có can đảm phá hủy mộ tổ của Bách Hoa Cung, bởi như vậy, Bách Hoa Cung và Dương Diệp sẽ trở thành tử địch không chết không thôi. Tuy hai người cũng biết, vào thời khắc mẫu thân Dương Diệp chết đi, Dương Diệp cùng Bách Hoa cũng đã là tử địch với nhau. Sau khi kiếp nổ U Minh Quỷ Hỏa, sắc mặt Dương Diệp tái nhợt, nếu như không phải trong nháy mắt hắn cầm kiếm chống xuống mặt đất thì hắn đã ngã. Hắn biết rõ, bởi vì hắn dùng bí pháp tăng thực lực lên quả độ, hiện tại thân thể hắn đã bắt đầu cắn trả, dù sao hắn không phải tôn giả cảnh chân chính. Không thể thi triển huyền kỹ, nếu không thân thể sẽ bị tổn thương không thể xóa nhòa. Tiếng nói cảnh cáo của kiếm linh vang lên trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp cười khổ. Hiện tại hắn muốn thi triển huyền kỹ cũng không được. Chính hắn cũng cảm thấy thân thể đang bên bờ sụp đổ, nếu thi triển huyền kỹ chính là muốn chết. Nhưng thật đáng tiếc hôm nay không thể tiêu diệt Bách Hoa Cung. Ngươi không sao chớ? An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp, nhẹ giọng hỏi. Khá tốt, Dương Diệp nói. Bảo mọi người rút đi, nếu như Bách Hoa Cung ngăn cản thì giết vào, cùng lắm sau đó ta sẽ tiếp tế năng lượng thạch cực phẩm cho bọn họ. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người nhìn các cường giả tôn giả cảnh phía sau, nói. Rút lui, không nên ham chiến, bức gấp các nàng, mọi người không có lợi. Nghe vậy, mọi người gật đầu, sau đó tất cả lướt đi thật nhanh.
hôm nay, không có kẻ nào có thể rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên Thiên Hoa Cốt quát lớn. Ta không biết các ngươi là thế lực phương nào, nhưng các ngươi đã dám đến Bách Hoa Cung, hơn nữa còn giết nhiều đệ tử Bách Hoa Cung như vậy, tất cả các ngươi phải lưu lại chôn cùng đệ tử Bách Hoa Cung. Rất nhanh, vô số cường giả Bách Hoa Cung đã bao vây đám người Dương Diệp vào trong. Ngươi muốn cá chết rách lưới. Thủy Hoàng nhìn về phía Thiên Hoa Cốt, nói. Cá chết rách lưới thì như thế nào? Thiên Hoa Cốt dữ tợn nói. Nếu hôm nay không diệt sạch các ngươi, Bách Hoa Cung ta còn có mặt mũi nào trở thành siêu cấp tông môn? Tất cả đệ tử Bách Hoa Cung nghe lệnh, bất kể hậu quả thế nào, cho dù phải tự bạo cũng phải tiêu diệt tất cả người ở nơi này. Nghe vậy, vô số đệ tử Bách Hoa Cung giống như nổi điên, bọn họ xông thẳng vào đám người Dương Diệp. Bách Hoa Mộ bị hủy, không thể nghi ngờ đã làm đệ tử Bách Hoa Cung cảm thấy khuất nhục, Dương Diệp hủy không phải Bách Hoa Mộ, mà là hủy tôn nghiêm của Bách Hoa Cung, cho nên, hiện tại đệ tử Bách Hoa Cung đã hận không thể ăn thịt uống máu của Dương Diệp. Xem ra chúng ta không đi được. Nhìn đệ tử Bách Hoa Cung xông tới, trên gương mặt tái nhợt của Dương Diệp lộ ra nụ cười khẽ, hắn nói với An Nam Tĩnh bên cạnh. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị hao tổn chết tại nơi này. An Nam Tĩnh nói. Không thể nào. Dương Diệp nhếch miệng cười cười, nói. Nếu Bách Hoa Cung muốn chết như vậy, hôm nay ta sẽ thành toàn các nàng. Giống. Sau khi Dương Diệp dứt lời, một tia sáng trắng thoát ra khỏi cơ thể Dương Diệp, nó nhanh chóng biến thành cự long. Màu trắng dài ngàn trượng, cự long có thân thể khổng lồ, trực tiếp bao phủ không trung Bách Hoa Cung. Hiện tại mọi người ngây ra như phỗng, kể cả An Nam Tĩnh bên cạnh Dương Diệp. Đối với Bạch Long, trừ An Nam Tĩnh và người trong cổ chiến trường ra, đám người Bách Hoa Cung không biết lai lịch của Bạch Long, việc này không trọng yếu. Trọng yếu là bọn họ biết rõ đầu Bạch Long kia chính là siêu cấp cường giả hoàng cấp. Cuối cùng vẫn phải vận dụng hay sao? Hiểu Thiên Cơ đang giằng co với Thiên Nhạn lại lắc đầu, sở dĩ trước kia hắn ra tay, mục đích chính là không muốn Dương Diệp triệu hồi ra đầu Bạch Long này. Bởi vì một khi triệu hồi ra đầu Bạch Long này, như vậy ý nghĩa Dương Diệp về sau vĩnh viễn không bình an. Cường giả đại lục, thế ra, tông môn đều tập trung ánh mắt vào Dương Diệp. Nhưng thật đáng tiếc. Dương Diệp cuối cùng vẫn vận dụng. Tư Đồ Hải cau mày, giống như đang suy nghĩ cái gì đó, ngay sau đó đôi mắt hắn co rút dữ dội. Làm sao có thể, nó không phải đã bị trấn áp dưới Tiềm Long Tháp sao? Tại sao lại xuất hiện tại nơi này, làm sao có? Thế, Tư Đồ huynh nhận ra đầu Long này sao? Thiên Hoa Cốt nói. Tư Đồ Hải không có trả lời, hắn như mất hồn lẩm bẩm. Làm sao có thể? Thật sự là gia hỏa làm người ta bất ngờ. Bên cạnh, Thú Hoàng lắc đầu, thấp giọng nói. Dương Diệp xuất bài tẩy cũng dọa hắn sợ hãi. Trên không trung, thân hình Bạch Long không ngừng quay cuồng, nó đảo loạn mây trắng trên cao, Long Uy khủng bố trấn áp các đệ tử Bách Hoa Cung không thể động đậy. Long Uy, là Long Uy chân chính. Giết tất cả. Lúc này, Dương Diệp lạnh lùng ra lệnh, đương nhiên hắn biết nếu kêu gọi Bạch Long xuất hiện sẽ có ý nghĩa như thế nào. Nhưng hắn không thể không gọi. Bởi vì nếu hắn không gọi, có lẽ mọi người ở đây sẽ chết. Về phần vấn đề sau khi gọi Bạch Long ra, về sau có thể giải quyết. Giải quyết vấn đề hiện tại mới là cần thiết nhất. Nghe được Dương Diệp nói, Bạch Long gầm lên giận dữ, ngay sau nó nhìn lướt qua đám người Bách Hoa Cung. Các đệ tử Bách Hoa Cung phía dưới kinh hãi gần chết, các nàng làm sao có thể ngăn cản cự Long hoàng cấp. Đương nhiên đám người Thiên Hoa Cốt sẽ không để đệ tử Bách Hoa Cung đi đối kháng cường giả hoàng giai, nhưng thời khắc các nàng động thủ, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng đã động thủ ngăn cản các nàng, làm cho các nàng phải trơ mắt nhìn cự long tấn công các đệ tử Bách Hoa Cung. Oanh! Bạch Long rơi xuống đất, cả ngọn núi rung động mạnh, vô số đệ tử Bách Hoa Cung chưa kịp kêu lên sợ hãi đã bị nghiền nát thành thịt vụn. Chỉ một cái va chạm đã có ít nhất 5-6 ngàn đệ tử Bách Hoa Cung đã chết. Vẻ mặt của Dương Diệp rất bình tĩnh, dường như Bạch Long đồ sát cường giả Bách Hoa Cung không phải mạng người. Đương nhiên hắn biết rõ, trong những người này có rất nhiều người vô tội, những người này cũng không có ra tay đối phó mẫu thân hắn, hoặc bỏ đá xuống giếng với mẫu thân. Nhưng hiện tại không trọng yếu các nàng là đệ tử Bách Hoa Cung, đã hưởng thụ chỗ tốt do Bách Hoa Cung mang đến, các nàng cũng phải gánh chịu kiếp nạn của Bách Hoa Cung. Còn nữa, hắn tin tưởng, nếu có cơ hội, những người này sẽ không do dự chém giết hắn. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Dương Diệp sẽ không lòng dạ đàn bà,
đáng chết, hắn sẽ không bỏ qua một ai. Đối với đồ sát nhân loại, Bạch Long rất hưng phấn, cái đuôi của nó quét qua, có hơn ngàn đệ tử Bách Hoa Cung đã chết. Nghiền áp chân chính, những đệ tử Bách Hoa Cung không có lực hoàn thủ trước mặt Bạch Long. Nhìn thấy đệ tử Bách Hoa Cung bị tàn sát, sắc mặt Thiên Nhãn đầy dữ tợn, ngay sau đó nàng cười thông khoái, nàng rất hận Bách Hoa Cung, bởi vì Bách Hoa Cung giết tướng công nàng, càng dùng con nàng ép nàng thề độc, nàng phải dùng cả đời ở trong Bách Hoa Mộ, làm một người thủ mộ. Nếu như Bách Hoa Cung bị diệt, nàng cũng có thể giải thoát. Dù sao nàng năm đó có thể thay Bách Hoa Cung thủ hộ Bách Hoa Mộ, nếu như Bách Hoa Cung bị diệt, lời thề này cũng không tồn tại. Thiên Hoa Cốt cùng Thiên Niệm Từ dừng lại, bọn họ không ra tay. Nhìn Bạch Long đổ sát đệ tử Bách Hoa Cung, Thiên Hoa Cốt giống như mất hồn, nàng biết rõ, cho dù Bách Hoa Cung hôm nay không có bị diệt, nhưng đã xong rồi. Từ nay về sau, Bách Hoa Cung sẽ không có khả năng trở thành sáu thế lực lớn tại Nam Vực. Từ nay về sau, Bách Hoa Cung đã không có tư cách đứng sóng vai với Băng Tuyết Cung và Nguyên Môn. Tóm lại, tất cả đã xong rồi. Lúc trước chỉ là thanh danh Bách Hoa Cung bị hủy, nhưng hiện tại, bị hủy là căn cơ Bách Hoa Cung, những đệ tử Bách Hoa Cung này chính là căn cơ của Bách Hoa Cung, nhưng hiện tại, toàn bộ đều xong rồi. Hối hận, Thiên Hoa Cốt chưa bao giờ hối hận giống như lúc này. Nếu như không có giết Phượng Ngọc, nếu như giúp trước hơi thả Phượng Ngọc một con ngựa, Bách Hoa Cung sẽ không có kết cục hôm nay. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tới giết Phượng Ngọc lại làm Dương Diệp điên cuồng phản công Bách Hoa Cung. Càng không có nghĩ tới, Dương lại có nhiều cường giả hỗ trợ như vậy. Hối hận qua đi, chính là hận, hận khắc cốt minh tâm. Đương nhiên là hận Dương Diệp, bởi vì này tất cả đều là Dương Diệp tạo thành, Bách Hoa Cung hiện tại biến thành như vậy, đều là Dương Diệp tạo thành, nàng làm sao không hận Dương Diệp. Đáng hận nhất là, nàng đến bây giờ lại không cách nào ra tay giết địch nhân, dù nàng chỉ cần xuất một trưởng là có thể tiêu diệt Dương Diệp. Thiên Hoa Cốt đang hối hận, dù hận thì thế nào. Bạch Long lại không có đình chỉ giết chóc, khi nó đổ sát, chỉ 10 giây ngắn ngủi, hơn vạn đệ tử Bách Hoa Cung đã bị diệt sát. Trong đó có một ít cường giả Bách Hoa Cung biết rõ khó thoát khỏi cái chết đã lựa chọn tự bạo, nhưng các nàng tự bạo không tạo thành ảnh hưởng gì với Bạch Long, thậm chí còn không thể phá vỡ làn da của Bạch Long. Ở trước mặt cường giả Hoàng Giai, nhân số cùng tự bạo không có ý nghĩa chút nào. Chẳng lẽ Bách Hoa Cung thật sự bị xóa tên vào hôm nay hay sao? Thủy Hoàng thấp giọng nói. Thú Hoàng trầm ngâm xuống, sau đó nói. Lại xem một chút, nếu như Bách Hoa Cung không có chuẩn bị phía sau, vậy hôm nay thật sự bị xóa tên trên thế gian. Nhưng Dương Diệp về sau sẽ có phiền toái. Tuy ta không biết hắn làm cách nào mang Bạch Long ra ngoài, nhưng hắn đã dám kêu ra, ta nghĩ hắn cũng có biện pháp ứng phó, ta và người không cần quan tâm. Thủy Hoàng nói. Thú Hoàng liếc mắt nhìn Thủy Hoàng, sau đó không hề nói. Gì? Vào thời điểm Bạch Long chuẩn bị tiếp tục đổ sát, đột nhiên trên không trung có giọng nói vang lên. Ân, xem ra là ta tới chậm. Nghe thấy giọng nói này, Tư Đồ Hải mừng như điên, nói. Nhân chủ. Nhân hoàng. Nhân hoàng kiếm một. Một gã thanh niên mặc trường bào màu vàng xuất hiện trên không trung, thanh niên này mày kiếm mắt sáng, mũi thắng tắp, dung mạo cực kỳ anh tuấn, trong tay thanh niên cầm trường kiếm giống như hoàng kim chế tạo thành. Vỏ kiếm khắc vô số dị thú sống động, mà chuôi kiếm có khắc hai chữ thiên địa. Chung quanh thanh niên có hai lão giả. Ánh mắt Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng nhìn thanh niên và thanh kiếm của hắn, dù sao đổi với nhân hoàng trong truyền thuyết, bọn họ rất hiếu kỳ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hai người bọn họ đều nhìn sang hai lão giả bên cạnh, bởi vì hai người này đều là cường giả hoàng giả cảnh, hơn nữa ít nhất cũng phải vượt qua ngũ phẩm. Ánh mắt của thanh niên nhìn sang Bạch Long một chút. Sau đó lại nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, nói. Chắc hẳn hai vị chính là kiếm hoàng đương đại cùng võ thần đương đại. Nghe đồn hai vị vô địch thủ trong cùng giai, hôm nay La Tuấn ta vinh hạnh gặp được hai vị. Nhân hoàng. An Nam Tĩnh cau mày, nói. Không bằng ta và người đánh một trận, ta thật sự muốn xem nhân hoàng kiếm mạnh hay liệt thiên của ta mạnh. La Tuấn khẽ lắc đầu, nói. Không cần đánh một trận. Ta biết được ngươi muốn bắt ta, sau đó dùng ta áp chế, từ đó các ngươi sẽ thoát khốn. Đáng tiếc, ta không thể cho ngươi như nguyện. An Nam Tĩnh lãnh đạm nhìn La Tuấn, sau đó lui sang bên cạnh Dương Diệp. Ánh mắt La Tuấn nhìn lên người Dương Diệp, nói. Kiếm Hoàng, người có ân oán với Bách Hoa Cung,
người giết đệ tử tông môn của nàng cũng là bình thường, nhưng người hủy tổ mộ của người ta thì quá mức rồi. Còn nữa, lại cho cường giả hoàng giai đổ sát huyền giả phổ thông, người thật sự cố tàn nhẫn. Có liên hệ với ngươi. Dương Diệp nói. Quả nhiên đúng như đồn đãi, Dương Diệp ngươi rất kiêu ngạo đấy. La Tuấn trên mặt dáng tươi cười thu liếm, nói. Chỉ là của ta thật sự hiếu kỳ, ngạo khí của ngươi tới từ nơi nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng những cường giả hoàng giả cảnh này có thể giữ được ngươi? Nếu thật là như vậy, vậy ngươi quá ngây thơ rồi. Nghe vậy, Dương Diệp cười lạnh, hắn biết, nhân hoàng của đỉnh Hán đế quốc tới đây là vì nhắm vào hắn. Vì cái gì? Bởi vì thế nhân đều biết nhân hoàng giáp cùng nhân hoàng ấn đang nằm trên người hắn, nhân hoàng đương đại không muốn thu hồi những vật này sao? Cho nên, mọi người nhất định sẽ thành địch nhân, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không giao những vật này ra. La Tuấn lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Thiên Hoa Cốt, nói. Đối với chuyện của Quý Tông, ta thật xin lỗi, nếu như ta có thể sớm tới đây, Quý Tông cũng sẽ không như thế. Thiên Hoa Cốt nhìn La Tuấn thật sâu, sau đó nói. Không liên quan tới nhân chủ, là Bách Hoa Cung ta thực lực không đủ, cho nên mới rơi vào tình huống hôm nay. Nhân chủ có thể chạy đến, ta đã rất cảm kích. La Tuấn mỉm cười, nói. Bách Hoa Cung hôm nay là một thể với đỉnh Hán đế quốc chúng ta, Bách Hoa Cung gặp nạn, đỉnh Hán đế quốc chúng ta tự nhiên nên xuất thủ tương trợ. Yên tâm, hôm nay có ta ở đây, dù ai cũng không thể động tới Bách Hoa Cung mảy may. Nói xong, La Tuấn quay người nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói. Các hạ là người An gia, ta không có ý đối địch với An gia, các hạ nên rời đi, ta quyết không ngăn trở. Dương Diệp nói. Quả nhiên đúng như đồn đãi. Dương Diệp ngươi rất kiêu ngạo đấy. La Tuấn trên mặt dáng tươi cười thu liếm, nói. Chỉ là của ta thật sự hiếu kỳ, ngạo khí của ngươi tới từ nơi nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng những cường giả hoàng giả cảnh này có thể giữ được ngươi? Nếu thật là như vậy, vậy ngươi quá ngây thơ rồi. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, An Nam Tĩnh lắc đầu, nói. Lấy tiền tài của ngươi, phải tiêu tài thay ngươi, hiện tại chúng ta rời đi chính là bội bạc, An gia ta không thể bội bạc. Người có bản lĩnh thì ra tay đi, nếu chúng ta chết ở chỗ này, không trách người khác, chỉ trách chúng ta thực lực không đủ mà thôi. Dương Diệp cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới An Nam Tĩnh lại chọn lưu lại, phải biết rằng, lúc này hắn cũng cảm thấy mình đã tâm vào tuyệt cảnh. Bên đối phương có thêm hai gã cường giả hoàng giả cảnh, kế tiếp xảy ra đại chiến, bên bọn họ sẽ bị đổ sát. Cảm ơn. Dương Diệp chân thành nói. Nếu như bọn họ không chết, cho bọn họ thêm một ít năng lượng thạch cực phẩm. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, sau đó nói một câu. Nghe vậy, Dương Diệp sững sờ, sau đó cười nói. Dương Diệp ta hứa hẹn, chỉ cần hôm nay chúng ta còn sống, ta sẽ cấp cho các ngươi 300 năng lượng thạch cực phẩm. Nếu như các ngươi có người chết, ta sẽ cấp cho các ngươi 500 năng lượng thạch cực phẩm, hơn nữa hứa hẹn sẽ chiếu cố gia đình của bọn họ. Nghe được Dương Diệp nói thế, các cường giả tôn giả cảnh nơi đây nhìn Dương Diệp với ánh mắt hữu hảo hơn trước rất nhiều, không thể không nói, Dương Diệp đã rất hào phóng. 500 năng lượng thạch cực phẩm. Trên hư không, La Tuấn khẽ lắc đầu, nói. Ngay cả ta cũng động tâm, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ nhất định sẽ mất mạng. Ta lại cảm thấy mạng của bọn họ hôm nay không rơi vào tuyệt lộ. Lúc này, Hiểu Thiên Cơ đột nhiên nói. Các hạ là nhân hoàng, thay thiên trưởng quản thế gian. Có thể nói các hạ chính là người tôn quý nhất trong thiên địa, nhưng đó là thời điểm không có võ thần cùng kiếm hoàng xuất hiện. Các hạ nên biết rõ, lịch đại kiếm hoàng cùng võ thần đều có năng lực nghịch thiên. Ngươi là người phương nào? Đôi mắt La Tuấn nhắm lại, hắn trầm giọng nói. Hiểu Thiên Cơ mỉm cười, nói. Có người gọi ta là Mù Lòa, nhưng mọi người lại ta là Hiểu Thiên Cơ. Hiểu Thiên Cơ, La Tuấn và hai lão giả bên cạnh biến sắc. Đối với Hiểu Thiên Cơ, đương nhiên bọn họ không xa lạ gì, phải nói là như sấm bên tai, dù sao đây chính là người biết Thiên Cơ. Nhưng ba người không nghĩ tới, Hiểu Thiên Cơ như thần long thấy đầu không thấy đuôi lại xuất hiện tại Nam Vực, hơn nữa xuất thủ tương trợ Dương Diệp. Hiểu Tiên Sinh chính là thế ngoại cao nhân, cần gì cuốn vào vòng xoáy hồng trần thế tục này. La Tuấn trầm giọng nói. Hiểu Thiên Cơ cười nói. Có người muốn giết con rể của ta. Chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục làm thế ngoại cao nhân sao? La Tuấn nheo mắt, liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói.
Ta hiểu rồi, nhưng Hiểu tiên sinh cho rằng dùng thực lực của người là có thể ngăn cản được hai vị trưởng lão của đỉnh Hán đế quốc chúng ta sao? Không thể. Hiểu Thiên Cơ rất thẳng thắn. Vậy ngươi rời đi, như thế nào? La Tuấn nói. Không thể. Hiểu Thiên Cơ trả lời không chút do dự. Vậy thì thật có lỗi. La Tuấn nói. Hiểu Thiên Cơ mỉm cười, sau đó nhìn sang Thiên Nhạn bên cạnh, nói. Có lẽ các hạ sẽ không cản ta đúng không? Thiên Nhạn lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người Thiên Hoa Cốt, sau đó nói. Tự nhiên, đây là chuyện của các ngươi, cũng không quan hệ tới ta. Không có thể bảo trụ Bách Hoa Mộ cũng không quan hệ tới nàng, dù sao nàng đã hết sức. Nghe được Thiên Nhạn nói thế, sắc mặt đám người Thiên Hoa Cốt càng khó nhìn, Thiên Nhạn không kiềm chế Hiểu Thiên Cơ, khi đó hoàng giả cảnh của hai bên đã bằng nhau. Hiểu Thiên Cơ nói La Tuấn. Ta nói rồi, hôm nay, mạng của bọn họ chưa dứt. Ngươi cưỡng ép động thủ, nói không chừng nhân hoàng ngươi có khả năng sẽ vẫn lạc tại đây. Dù sao đây là Nam Vực, cũng không phải ở Trung Vực, Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng chịu trả cái giá lớn, muốn lưu ngươi lại, hoặc là lưu hai cường giả hoàng giả cảnh của đỉnh Hán đế quốc ở lại vẫn được, hai người thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể. Lúc này, đột nhiên Thú Hoàng cười nói. Ta rất có lòng tin, vị nhân hoàng kia, không biết ngươi có muốn thử một chút hay không? Các hạ đang uy hiếp ta. La Tuấn cau mày. Ta không có tư cách uy hiếp ngươi sao? Thú Hoàng nói, nếu đại quân của đỉnh Hán đế quốc các ngươi đi tới Nam Vực, có lẽ ta sẽ kiêng kỵ một hai, nhưng chỉ bằng mấy người các ngươi mà muốn chinh phục Nam Vực, ngươi không biết đây là chuyện buồn cười hay sao? Đương nhiên, ngươi rất có lòng tin vào chính mình, như vậy cứ thử xem chúng ta có lưu ngươi lại hay không? Sắc mặt của La Tuấn dần dần âm trầm, đột nhiên hắn cười nói. Xem ra ta đã đánh giá thấp huyền giả Nam Vực, là ta sai rồi, mấy vị yên tâm. Lần sau chúng ta gặp mặt, hy vọng hai vị còn có thể có tin tưởng như hôm nay. Hiện tại, các ngươi có thể đi. Sắc mặt Thiên Hoa Cốt trầm xuống, nàng muốn nói cái gì đó nhưng La Tuấn lại nói trước. Thiên trưởng lão có thể gọi ra một tên cường giả hoàng giả cảnh, như vậy hôm nay ta sẽ đồng loạt ra tay với thiên trưởng lão, cũng lưu những người này ở lại nơi đây. Nếu như không thể, kính xin thiên trưởng lão tạm thời buông cừu hận trước. Thiên trưởng lão buông. Ít ngày nữa cường giả cùng quân đội của đỉnh Hán đế quốc sẽ tới Nam Vực, đến lúc đó, thiên trưởng lão còn sợ không báo được thù hay sao? Thiên Hoa Cốt im lặng nửa ngày, sau đó dùng ánh mắt oán độc nhìn Dương Diệp, sau đó nàng không nói nữa. Nàng biết rõ, hôm nay không có khả năng giết Dương Diệp. Hiểu Thiên Cơ khẽ cười, sau đó hắn đi tới trước mặt Bạch Long, nói. Về sau ngươi tạm thời đi theo ta, như thế nào? Bạch Long đang chuẩn bị lắc đầu. Dương Diệp đã nói. Đi theo hắn. Đương nhiên hắn hiểu ý của Hiểu Thiên Cơ, Bạch Long xuất hiện, chắc hẳn không lâu sau sẽ có siêu cấp tông môn cùng thế gia ở Trung Vực biết tới, đến lúc đó, vô số cường giả sẽ chen chúc tới đây. Vừa nghĩ thế đã cảm thấy đáng sợ, Hiểu Thiên Cơ bảo Bạch Long đi theo hắn, Dương Diệp biết rõ đây là đang trợ giúp hắn, bằng không với thực lực của hắn hiện tại không đủ ngăn cản các cường giả tới đây. Nghe được Dương Diệp nói thế. Bạch Long do dự hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn gật đầu, hắn đã đáp ứng Dương Diệp, đi ra bên ngoài phải nghe Dương Diệp, tuy hắn rất không muốn rời khỏi vòng xoáy nhỏ của Dương Diệp nhưng hắn không phải kẻ thất tín. Cho nên hắn đáp ứng. Nhìn thấy Bạch Long đáp ứng, Hiểu Thiên Cơ thỏa mãn gật đầu, sau đó nói. Ngươi và An Nha Đầu đi trước đi. Lúc này Dương Diệp sẽ không khách khí, hắn gật đầu với đám người An Nam Tính, sau đó lại bay vút ra bên ngoài Bách Hoa Cung. Chờ đám người Dương Diệp rời khỏi Bách Hoa Cung, Thủy Hoàng nói. Đỉnh Hán đế quốc, nhân hoàng, nhất thống đại lục, ha ha, đại tần ta chờ ngươi, ta thật muốn xem, đương kim nhân hoàng làm thế nào thống nhất đại lục chia năm xẻ bảy. Nói xong, Thủy Hoàng không dừng lại, thân hình khẽ động, hắn và Lý Tư biến mất tại chỗ. Thú Hoàng mỉm cười, sau đó nói. Huyền thú đế quốc ta cũng chờ ngươi. Nói xong, thân thể hắn cũng biến mất. Lúc này, Hiểu Thiên Cơ cùng Bạch Long cũng rời đi, chỉ có đám người Thiên Hoa Cốt cùng La Tuấn ở lại. Kiếm Hoàng, Võ Thần, hừ, ta thật muốn xem, các ngươi nghịch thiên như thế nào. Nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh rời đi, sắc mặt La Tuấn âm trầm như nước. Phệ Hồn 1. Vừa rời khỏi Bách Hoa Cung, Dương Diệp đã bất tỉnh, sau đó hắn trực tiếp rơi xuống đất,
thời điểm hắn sắp chạm đất thì có một làn gió thơm ập tới, hắn cảm giác mình ngã vào lồng ngực mềm mại, sau đó hắn hôn mê. Nhìn Dương Diệp trong ngực, An Nam tỉnh cau mày, nói. Hy vọng bí pháp gia tăng cảnh giới không ảnh hưởng tới căn cơ, bằng không sẽ không thú vị. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ đi đâu? Một cường giả tôn giả cảnh An ra bên cạnh An Nam Tĩnh lên tiếng hỏi. An Nam Tĩnh trầm ngâm một lát, nói. Quay trở lại huyền thú đế quốc, chỉ có ở đó mới bảo vệ hắn an toàn. An Nam Tĩnh gia tăng tốc độ nhanh hơn lao vút về hướng huyền thú đế quốc. Sau khi đám người Dương Diệp bình yên rời đi, Dương Diệp dùng thực lực linh giả cảnh nhị phẩm chém giết mấy tên tôn giả cảnh của Bách Hoa Cung truyền ra ngoài, khi Đại Tần đế quốc tận lực tuyên truyền. Không đến một ngày đã chuyên ép khắp toàn bộ Nam vực lập tức sôi trào. Trừ việc đó ra, tin tức mộ tổ của Bách Hoa Cung cũng bị Dương Diệp phá hư cũng truyền khắp Nam vực. Lúc này, Dương Diệp đã trở thành huyền giả mạnh nhất thế hệ trẻ Nam vực, trở thành đối tượng được vô số huyền giả trẻ tuổi sùng bái, bởi vì được Đại Tần đế quốc tuyên truyền, Dương Diệp vì cứu mẫu thân mà giận dữ giết vào Bách Hoa Cung, hình tượng của Dương Diệp là thiện lương, là bị Bách Hoa Cung áp bách hắn mới làm như thế. Mà Bách Hoa Cung bị Đại Tần đế quốc tuyên truyền thành không nói đạo lý, dùng lớn hiếp nhỏ, vô số tin tức không tốt bao phủ Bách Hoa Cung, vào lúc này, thanh danh của Bách Hoa Cung rớt xuống ngàn trượng. Mà kể từ ngày đó, Bách Hoa Cung tuyên bố phong sơn, bắt đầu biến mất trong tầm mắt mọi người. Kiếm Tông. Sau khi đệ tử Kiếm Tông nghe thấy tin tức như thế, cả Kiếm Tông vui mừng, Dương Diệp như báo thù thay bọn họ. Phải biết rằng, trước đó không lâu, bọn họ có rất nhiều đồng môn sư huynh đệ chết trong tay Bách Hoa Cung. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy đáng tiếc và tiếc nuối, đó chính là Dương Diệp lúc này đã còn là đệ tử Kiếm Tông. Nếu như Dương Diệp vẫn là đệ tử Kiếm Tông, bằng vào trận chiến này, thanh danh của Kiếm Tông sẽ truyền khắp Nam vực. Thật đáng tiếc, lúc này Dương Diệp đã không phải là đệ tử Kiếm Tông, thanh danh của Dương Diệp lớn hơn nữa cũng là của Dương Diệp, không có chút quan hệ nào với Kiếm Tông. Thanh Phong Cốc. Tô Thanh Thi lặng lẽ ngồi trên tảng đá, khi nghe Dương Diệp bình yên rời khỏi Bách Hoa Cung, trên gương mặt lạnh lùng của Tô Thanh Thi xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Nàng không quan tâm Dương Diệp giết bao nhiêu cường giả tôn giả cảnh, cũng không quan tâm Dương Diệp lúc này danh tiếng lớn bao nhiêu, nàng chỉ cần biết Dương Diệp bình yên là được. Đứng dậy, Tô Thanh Thi nhìn về hướng huyền thú đế quốc, sau đó nàng yên tâm, bởi vì Dương Diệp đã bình an vô sự, nàng có thể yên tâm chỉnh đốn Kiếm Tông. Tại nơi khác. Nhìn thấy Tô Thanh Thi đi vào miệng hang, Tô Mạc Già thở dài, bởi vì Tô Thanh Thi đã ngồi tại đó mấy ngày mấy đêm. Nếu như Dương Diệp chết trận tại Bách Hoa Cung, hắn không biết con gái của mình sẽ làm ra chuyện điên cuồng thế nào, Dương Diệp không có chết. Thập Vạn Đại Sơn, Huyền Thú Đế Quốc. Đám người An Nam Tĩnh đã trở lại Huyền Thú Đế Quốc được 3 ngày, nhưng mà Dương Diệp vẫn hôn mê như cũ, hắn không có tỉnh lại. Mặc dù không có tỉnh lại, Dương Diệp bị thương rất nặng. Đặc biệt sau khi hắn thừa nhận một kích của cường giả hoàng giai, ngũ tạng lục phủ trong người hắn trọng thương, ngay cả thú hoàng cũng sợ hãi, Dương Diệp bị thương nặng như thế mà vẫn còn sống thì đúng là kỳ tích. Càng làm cho thú hoàng khiếp sợ chính là, tổn thương trên người Dương Diệp lại khép lại với tốc độ cực kỳ khủng bố. Về phần tại sao không có tỉnh lại, ngay cả thú hoàng cũng không biết rõ. Nhưng Dương Diệp đã không còn nguy hiểm tới tính mạng. Thời gian trôi qua, sau 5 ngày hôn mê, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Sau khi tỉnh lại, Dương Diệp phát hiện một chuyện, đó là hắn rớt xuống cảnh giới vương giả cửu phẩm. Việc này làm Dương Diệp thở dài nhẹ nhõm, bởi hắn chỉ rớt cảnh giới mà thôi, tình huống cũng không phải quá xấu, dù sao chỉ cần nỗ lực thì hắn sẽ trở lại linh giả cảnh. Sau khi tỉnh lại, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng tu luyện. Tại sao mẫu thân chết? Vì sao Bách Hoa Cung không thể diệt? Chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là thực lực của hắn quá yếu. Nếu như thực lực của hắn mạnh, mẫu thân sẽ chết sao? Bách Hoa Cung không thể diệt sao? Đương nhiên, quan trọng hơn chính là Dương Diệp không muốn nhìn thấy thân nhân của mình xuất hiện việc ngoài ý muốn. Muội muội, Vũ Tịch, Thanh Thi và rất nhiều người bảo vệ hắn. Bởi vậy, hắn cần càng mạnh hơn nữa, mạnh đến mức trên thế gian này không có người nào dám động tới thân nhân của hắn. Trong núi sâu của Thập Vạn Đại Sơn, Dương Diệp không ngừng vùng vẫy long cốt kiếm trong tay, long cốt kiếm bắn ra kiếm khí mỏng manh như sợi tơ khắp bốn phía, không khí chung quanh Dương Diệp xuất hiện kiếm khí dày đặc như trận pháp. Kiếm Linh đã chuyển kiếm kỹ kiếm khí như ti cho hắn, mặc dù kiếm kỹ không có mạnh như hắn tự nghĩ ra thiên địa nhất kiếm, nhưng nó có một chỗ tốt chính là dày đặc,
không cho phép kẻ địch chạy trốn, nếu như chỉ phát một đạo kiếm. Tơ thì có thể xuất thủ bất ngờ, càng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thiên địa nhất kiếm cần xúc thế, cần thời gian thi triển, nhưng kiếm khí như ti không cần, kiếm khí như ti có thể phát động công kích cực nhanh, bất kể đối mặt với quần công hay đơn đấu. Trừ kiếm khí như ti ra, Dương Diệp còn nghiên cứu kiếm hồn mà Tiêu Dao Tử lưu lại, cái gọi là kiếm hồn cũng không có phức tạp như vậy, đơn giản chính là dùng linh hồn thi triển kiếm kỹ, đương nhiên, loại này không gọi là kiếm kỹ, mà gọi hồn kỹ. Loại công kích này giống tam tự chân ngôn của An Nam Tính, phi thường quỷ dị, bởi vì nó bỏ qua qua phòng ngự của huyền bảo, trừ huyền bảo đặc thù. Trước mặt hồn kỹ, cho dù người mang theo huyền bóa thiên giai thượng phẩm cũng vô dụng. Muốn thi triển hồn kỹ, nhất định phải khống chế tốt linh hồn của mình, phải làm cho linh hồn xuất khiếu. Cũng may trong trí nhớ của tổ sư kiếm tông có lưu lại phương pháp này, cho nên Dương Diệp không cần lo lắng không tìm ra biện pháp. Có mảnh vỡ trí nhớ của tổ sư kiếm tông lưu lại, bất kể Dương Diệp tu luyện kiếm khí như ti hay khống chế linh hồn đều có tiến bộ thần tốc, bởi vì trong trí nhớ Tiêu Dao Tử lưu có rất nhiều kinh nghiệm tu luyện và cảm ngộ của hắn. Dựa vào những kinh nghiệm và cảm ngộ đó, Dương Diệp ít đi rất nhiều đường quanh co, tăng thêm Dương Diệp có kiếm tâm thông minh, cho nên hắn hiểu rõ thiếu hụt của mình, cho nên tốc độ tu luyện của hắn dùng khủng bố để hình dung. Dương Diệp cũng cảm thán một việc, đó chính là có người dạy và tự mình tìm hiểu lại khác biệt quá lớn. Trong thời gian kế tiếp, Dương Diệp chỉ dốc sức tu luyện, không ngừng tu luyện, điên cuồng tu luyện. Sau khi tu luyện nửa tháng, Dương Diệp thu thành kiếm khí như ti, hắn có thể tùy tâm sở dục thi triển kiếm khí như ti, nhưng kiếm tơ và uy lực lại yếu hơn kiếm linh thi triển rất nhiều, đương nhiên, đó là dưới tình huống không có sát lục kiếm ý gia trì. Nếu có sát lục kiếm ý gia trì, uy lực còn mạnh hơn kiếm linh thi triển rất nhiều. Cũng lời như thế, không phải kiếm khí như ti mạnh, mà là sát lục kiếm ý bát trọng mạnh. Cho nên khi Dương Diệp tu luyện sẽ không bao giờ gia trì kiếm ý. Cứ như vậy, hai người đối chiến trong núi lớn mỗi ngày, cùng nhau tu luyện, cùng trao đổi tâm đắc tu hành, cứ như vậy, hai người đều tiến bộ thật nhanh. Đặc biệt là Dương Diệp, khi được An Nam Tĩnh chia sẻ, hắn tiến bộ khó đoán được. Bởi vì bất kể ở phương diện khống chế hay vận dụng huy hèn kỹ, An Nam Tĩnh đều hơn xa hắn. Đặc biệt là trên chiêu thức, An Nam Tĩnh đưa ra một ít chi tiết mà hắn trước kia không biết, hắn càng khiếp sợ tột đỉnh, đồng thời trong nội tâm âm thầm may mắn, nếu như không có kiếm tâm thông minh, hắn thật sự không phải đối thủ của An Nam Tĩnh. Bởi vì cho tới bây giờ, tại An Nam Tĩnh nhắc nhở xuống, hắn mới hiểu được một đạo lý. Đó chính là tư thế cũng có thể ảnh hưởng tới năng lực xuất kiếm, tốc độ xuất kiếm, thậm chí kiếm chiêu cùng uy lực của kiếm khí. Đơn giản chính là, hoàn cảnh, địa hình, thậm chí là ánh sáng đều có thể lợi dụng khi công kích và tránh né. Đáng giá một là Dương Diệp tại đây nửa tháng điên cuồng dưới việc tu luyện, cảnh giới của hắn lại tăng lên linh giả cảnh, hơn nữa càng ổn định hơn trước kia. Vì nhanh chóng đột phá linh giả cảnh, Dương Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn vốn đạt tới linh giả cảnh. Cho nên không tồn tại bình cảnh khi đột phá vương giả cảnh đến linh giả cảnh. Sau khi hắn đạt tới linh giả cảnh, hắn tới tìm An Nam Tĩnh, sau đó hai người bắt đầu đối luyện. Chỉ có thực chiến mới có thể khai phá tiềm lực bản thân, chính mình một người tu luyện, vĩnh viễn sẽ không hiểu khuyết điểm của mình, dù sao trong chiến đấu, tình huống thay đổi trong nháy mắt, chỉ có trải qua thực chiến, hắn mới có thể không ngừng hoàn thiện chính mình, làm cho chính mình càng ngày càng mạnh. Đối với Dương Diệp đề nghị, An Nam Tĩnh không có cự tuyệt, bởi vì nàng cũng cần một đối thủ. Dưới tôn giả cảnh, cũng chỉ có Dương Diệp có thể làm đối thủ của nàng. Hai người không có sử dụng liệt thiên cùng thuấn tức thiên lý, dù sao hai người không phải phân sinh tử. Nhưng không sử dụng liệt thiên cùng thuấn tức thiên lý, hai người phát hiện, bọn họ không làm gì được đối phương. Dương Diệp mạnh ở chỗ kiếm vực cùng kiếm tâm thông minh, có hai thứ này, An Nam Tĩnh không làm gì được hắn. An Nam Tĩnh mạnh chính là ý thức chiến đấu cường đại, mặc kệ nguy hiểm gì, nàng sẽ cảm nhận trước giống như bản năng và tiến hành phản kích. Ý thức chiến đấu mạnh như thế, làm cho Dương Diệp cực kỳ đau đầu, bởi vì hắn sử dụng tất cả vốn liếng vẫn không thể chạm vào người An Nam Tĩnh. Hai người chiến rất sung sướng, chiến rất tận hứng nhưng không thể phân ra thắng bại. Cứ như vậy, hai người đối chiến trong núi lớn mỗi ngày, cùng nhau tu luyện, cùng trao đổi tâm đắc tu hành, cứ như vậy. Hai người đều tiến bộ thật nhanh. Đặc biệt là Dương Diệp, khi được An Nam Tĩnh chia sẻ, hắn tiến bộ khó đoán được, bởi vì bất kể ở phương diện khống chế hay vận dụng huy hèn kỹ, An Nam Tĩnh đều hơn xa hắn.
đặc biệt là trên chiêu thức, An Nam Tĩnh đưa ra một ít chi tiết mà hắn trước kia không biết, hắn càng khiếp sợ tột đỉnh, đồng thời trong nội tâm âm thầm may mắn, nếu như không có kiếm tâm thông minh, hắn thật sự không phải đối thủ của An Nam Tĩnh. Bởi vì cho tới bây giờ, tại An Nam Tĩnh nhắc nhở xuống, hắn mới hiểu được một đạo lý, đó chính là tư thế cũng có thể ảnh hưởng tới năng lực xuất kiếm, tốc độ xuất kiếm, thậm chí kiếm chiêu cùng uy lực của kiếm khí. Đơn giản chính là, hoàn cảnh, địa hình, thậm chí là ánh sáng đều có thể lợi dụng khi công kích và tránh né. Hắn hiện tại đã biết rõ vì sao An Nam Tĩnh lại mạnh như vậy, bởi vì An mỗi một lần Nam Tĩnh chiến đấu đều tận khả năng lợi dụng hoàn cảnh có lợi cho mình. Dương Diệp thu hoạch rất nhiều, An Nam cảnh cũng như thế, Dương Diệp bản thân không có kinh nghiệm gì, nhưng hắn có cảm ngộ và kinh nghiệm của Tổ sư Kiếm Tông. Hắn tùy tiện nói ra một ít cảm ngộ và kinh nghiệm của Tổ sư Kiếm Tông cũng làm An Nam Tĩnh suy nghĩ hồi lâu, sau đó tiếp tục thỉnh giáo hắn. Dương Diệp đương nhiên sẽ không xấu hổ, bởi vì những vật này đều là của hắn cần xấu hổ hay sao? Cứ như vậy, hai người tu luyện nhiều tháng trong núi sâu, lúc hai người tiếp tục tu hành, Nam vực lại phát sinh đại sự. Đó chính là đại quân vệ hồn mà vô số tông môn tại đỉnh Hán đế quốc nghe tên mà sợ đã thông qua biên giới và đi vào Nam vực. Mộ Cường Giả, 1. Đại quân vệ hồn chính là một chi bộ đội bên ngoài mạnh nhất của đỉnh Hán đế quốc, toàn bộ thành viên trong đó đều là cường giả linh giả cảnh tạo thành. Đỉnh Hán đế quốc hàng năm sẽ chi 1/5 quốc khổ để bồi dưỡng chi quân đội này, cũng chính bởi vì như thế, chi quân đội này mới làm vô số tông môn kiêng kỵ. Lúc chi quân đội này trú đóng bên ngoài cổ vực thành, phải nói là bao vây cố vực thành. Dù sao bọn họ đi vào Nam vực, đầu tiên cần phải xây dựng cơ sở tạm thời. Không thể nghi ngờ, cố vực thành là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Nhưng cố vực thành có thế lực rắc rối phức tạp, cho dù là đỉnh Hán đế quốc cũng là không dám khinh thường. Muốn đi vào cổ vực thành, chỉ có hai con đường, một là cường công, hai là đạt được thế lực thành chủ bên trong cố vực thành cho phép. Ngay từ đầu La Tuấn không có lựa chọn cường công, hắn lựa chọn đàm phán, nhưng hiển nhiên, đàm phán không thuận lợi, vì vậy mới có việc 10 vạn đại quân vây quanh cố vực thành. Rất nhanh. An Nam Tĩnh và đám người Tiểu Thanh Tiểu Hồng nhận được cổ vực thành truyền lệnh, đó là bảo các nàng nhanh chóng quay về cổ vực thành, Dương Diệp biết rõ chỉ sợ, tình huống của cổ vực thành rất không tốt. La Tuấn vây quanh cổ vực thành, hắn không sợ chọc giận những siêu siêu cấp tông môn và An gia các ngươi nổi giận hay sao? Trong phòng, Dương Diệp hỏi An Nam Tĩnh. Trước kia có cho đỉnh Hán đế quốc 10 lá gan thì bọn họ cũng không dám làm thế, nhưng hiện tại... Những thế lực trong cổ vực thành sẽ không tề tâm hợp lực đối kháng đỉnh Hán đế quốc. An Nam Tĩnh nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nhân hoàng xuất thế, đại biểu đại lục sắp nhất thống, có mấy người nguyện ý đắc tội với bá chủ tương lai chứ? Vốn những thế lực này liên thủ trấn giữ cổ vực thành, mục đích là Tiềm Long Tháp, nhưng hiện tại, tất cả mọi người biết rõ Bạch Long trong Tiềm Long Tháp đã rời khỏi Tiềm Long Tháp, không có lợi ích ủng hộ. Một ít siêu cấp tông môn tại cổ vực thành sẽ không quan tâm nữa, bởi vì lợi ích trong thành trên cơ bản đều bị An gia và phủ thành chủ chiếm cứ. Cho nên nếu đối kháng với đỉnh Hán đế quốc, chỉ sợ chỉ có An gia và phủ thành chủ cổ vực thành mà thôi. An Nam Tĩnh nói, các ngươi có thể ngăn cản bọn họ không? Dương Diệp trầm giọng nói, 10 vạn cường giả linh giả cảnh, chỉ sợ cường giả hoàng giả cảnh cũng bị đánh tàn phế. Các ngươi lấy cái gì chống lại chi quân đội này? Không nên xem thường An gia và phủ thành chủ cổ vực thành. An Nam Tĩnh nói. Chúng ta có thể tồn tại vạn năm, tự nhiên có nội tình của chúng ta, nếu thật sự không thể không chiến tranh, ba nhà chúng ta hợp lực, muốn diệt chi quân đội này cũng không khó khăn. Sở dĩ bọn họ gọi ta quay về, chỉ sợ lo lắng đỉnh Hán đế quốc sẽ phái quân đội hoặc là cường giả chạy đến Nam vực. Dương Diệp im lặng, sau đó nói. Ta sẽ quay về cùng các ngươi. An Nam Tĩnh ngoài ý muốn nhìn Dương Diệp, nói. Vì cái gì? Nói như thế nào thì chúng ta cũng là bằng hữu. Dương Diệp cười nói. Nếu là bằng hữu gặp nạn, ta có thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên ta chỉ có một người, nhưng chỉ cần người có chỗ nào cần tới ta quyết không chối từ. Bằng hữu. An Nam Tĩnh nháy mắt mấy cái, dường như không hiểu và không thích ứng với xưng hô này. Chẳng lẽ chúng ta không phải sao? Dương Diệp nói. Nói như vậy, nếu như hiện tại chúng ta luận võ, ta thua, ngươi có cơ hội giết ta, ngươi còn cảm thấy ta có chỗ hữu dụng với ngươi không, ngươi sẽ giết ta sao? An Nam Tĩnh trầm ngâm,
sau đó lắc đầu. Dương Diệp chuẩn bị nói chuyện, An Nam Tĩnh lại nói. Kết quả này không thành lập, bởi vì ta giết không được ngươi. Dương Diệp, bất kể như thế nào, câu nói này của người tàm ta thoải mái. An Nam Tĩnh lại nói. Câu nào? Không nói, chính ngươi nghĩ đi. Dương Diệp, đáp ứng quay trở lại cổ vực thành với đám người An Nam Tĩnh, Dương Diệp cũng rời khỏi huyền thú đế quốc, đi vào thất hồn nguyên. Dương Diệp đi đến trước nhà tranh của Mạc Lão, hắn thi lễ với nhà tranh, đang chuẩn bị nói chuyện, giọng nói của Mạc Lão vang lên. Vào đi, đi vào, Dương Diệp kinh ngạc, phải biết rằng, trước kia Mạc Lão chưa bao giờ bảo hắn đi vào nhà tranh, tuy nhiên hắn rất ngạc nhiên trong nhà tranh có cái gì, nhưng hắn chưa bao giờ yêu cầu đi vào, bởi vì hắn biết rõ, Mạc Lão không cho hắn tiến vào là có đạo lý của mình. Nhưng hiện tại, hắn không nghĩ tới Mạc Lão lại cho hắn đi vào. Chần chờ một lúc, Dương Diệp đẩy cửa nhà tranh ra, đi vào trong nhà, vừa đi vào nhà tranh, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ trong tầm mắt Dương Diệp đều vặn vẹo, cảm giác hôn mê ập tới, làm cho Dương Diệp chau mày. Không biết trôi qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.